Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng, kính thưa đại chúng. Hôm nay là chiều thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ để có một khóa tu 4 ngày với nhau. Và chiều hôm nay là buổi đầu tiên sau khi lễ khai mạc khóa tu. Quý vị có được khỏe không? Dạ. Dạ, rất là khỏe. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về đây thăm lại đại chúng. Và có một điều đặc biệt đó là lần nào về đây nó cũng có chuyện sụp sịch đó nè. Tại vì ở trên đây nó cao quá đó. Rồi thật ra thì Pháp Hòa cũng có cái gốc cảm cả hơn tháng nay mà chưa có hết. Như chiều hôm nay thầy trụ trì dạy rằng Pháp Hòa ra đây để sinh hoạt với đại chúng. Thì hôm nay quý vị bắt đầu vào một khóa tu. Thì cái chữ khóa tu á có nghĩa là một cái khoảng thời gian nào mà chúng ta đã quy định, có thể 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thì thời gian mà có thời lượng thì chúng ta gọi là một khóa. Và ở trong một cái khóa tu lớn á, nó có những cái thời khóa nhỏ, tức là một cái chương trình sinh hoạt sáng mấy giờ thức, rồi mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ngồi thiền vậy đó. Thì cái đó gọi là thời khóa, cũng lãng khóa. Thì vậy thì tại sao mình đi khóa tu? Bởi vì chúng ta sống ở trong nhà thì chúng ta sống theo cái thói quen. Cái thói quen của chúng ta là chúng ta thường gọi là cái tập khí. Thì cái tập khí của chúng ta là thích thì làm, không thích thì nghỉ. Hay là siêng thì mình tu, không siêng thì mình ngủ. Nhưng mà khi mình đi vào một cái thời khóa đó, tức là mình đi vào trong một cái khuôn khổ, đại chúng như thế nào thì mình như thế đó. Cho nên mình đi vào một khóa tu nó có lợi lạc là vậy đó. Nó lợi lạc ở cái chỗ là chúng ta không có giải đại. Ví dụ như bây giờ quý vị nói cái khóa tu này 4 ngày, thật sự là có 3 ngày rưỡi thôi. Tại vì chiều hôm nay là 5-6 giờ mình bắt đầu. Tại là mình chỉ đúng chính thức là có ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 thôi. Chiều hôm nay là nửa buổi. Nói 4 ngày nghe cho nó oai vậy đó. Không? Chứ thật sự là 3 ngày thôi. Vậy thì nếu mà 3 ngày này
mình ở nhà thì chắc chắn thế nào mình cũng giải đãi một hai khóa. Ví dụ mình quy định 7 giờ sáng tụng kinh, cái bữa đó thức khuya quá coi phim Hàn Quốc trễ quá cái mình nghỉ một thời. Nhưng mà khi mình đi vào một cái khóa tu á, là nó cho mình một cái cơ hội mình sống mà đi theo cái thời khóa mà đã quy định. Và chúng ta luôn luôn nhắc nhở rằng á, cái khóa tu này nó không có dài, nó chỉ có 10 ngày, nó chỉ có 3 ngày thôi. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cái chữ khóa đó là một khoảng thời gian bao nhiêu ngày, và đồng thời trong cái khóa lớn nó còn có những cái thời khóa nhỏ, 5 giờ cho tới 10 giờ, 7 giờ làm gì, 8 giờ làm gì, 10 giờ mình làm gì, chia từng khóa như vậy để cho chúng ta đi theo cho nó nhịp nhàng. Và hôm nay mình đi vào trong một cái đạo tràng như vậy á, chúng ta gọi là nhập chúng, là cộng tu hay là cộng trú. Cộng trú là gì? Ở chung, trú là ở, cộng trú tức là một cái thời gian mà mình vô mình tu như vậy nè. Ở nhà mình ở nhà riêng, nhưng mà khi mình đi vào trong chùa đó thì cái thời gian mình ở chung với đại chúng như vậy gọi là cộng trú. Và cộng trú với ai? Giữa người tại gia với người xuất gia, bởi vì chùa là thường các vị xuất gia ở. Hôm nay mình đến đây mình cộng trú với chư tăng, đó là mình nói là gọi cộng thêm nữa là ngưỡng đạo hữu với nhau, mình cộng trú với nhau. Cho nên thường ở trong một cái khóa tu mà mình ở như vậy nè, kêu là cộng trú. Thì bây giờ chúng ta đang là những người nhập chúng. Nhập là đi vào, chúng là một đoàn thể từ 4 người trở lên. Mà trong cái chúng này á, có những người thuần, có những người chưa thuần. Thuần là sao? Thuần có nghĩa là thuần bột chất, là Phật tử. Có những người chưa thuần, có thể là người ta nghe có khóa tu ta đi đi thử, ta chưa bao giờ biết. Cũng giống như mình đi hành hương á, đừng có nghĩ là đi hành hương là toàn Phật tử không. Có những người người ta là Phật tử, người ta thông cảm được chuyện hành hương. Đi hành hương có nghĩa là chúng ta hành, có nghĩa là chúng ta tạo tác cái hương của giới, của định, của tuệ trong khi chúng ta đi. Nhưng mà có những người người ta đóng tiền vô, người ta nghĩ người ta đi du lịch, cho nên người ta bắt buộc cái ban tổ chức chuyến hành hương phải hoàn hảo cho người ta. Cho nên khi đó rồi thì nó cũng có những cái trục trặc, giữa một cái người nghĩ rằng mình đi du lịch, cái tâm niệm đi du lịch và cái tâm niệm đi hành hương nó khác lắm. Đi hành hương là có thể du di, bỏ qua. Thí dụ bây giờ mình nói là đi hành hương mình sẽ ngủ ở chùa, thì quý vị biết rồi, chùa sẽ đâu có đủ chỗ. Cho nên mình ở chậm chút cũng được, mình nhường với nhau chỗ ăn chỗ ở, thí dụ vậy. Hoặc là đông quá người ta không biết lường, người ta nấu nó thiếu, đói một chút cũng được. Thì cái tinh thần hành hương là chấp nhận những cái khó khăn khi mình đi, và để làm sao chúng ta tạo ra được cái hương của giới, của định, của tuệ trong khi chúng ta đi. Còn người du lịch thì người ta nghĩ sao, tôi bỏ ra 100 đồng là tôi phải xứng đáng hưởng đúng 100 đồng mà tôi đã bỏ ra. Chứ hai cái tinh thần nó khác. Thì bây giờ mình Phật tử cũng vậy, mình đi vào một khóa tu đó, tức là mình muốn đưa mình vào một cái khuôn khổ đi theo cái thời khóa, trừ trường hợp bệnh tật hay là vì việc của chúng thì mình bỏ thời khóa, chứ còn nếu không thì phải cố gắng theo thời khóa. 6 giờ ngồi thiền là 6 rưỡi tụng kinh. Ở trong chương trình quý thầy bàn với nhau là buổi sáng cho quý vị tụng sám hối, buổi chiều tụng pháp hoa. Bởi vì quý thầy nghĩ nếu buổi sáng mà quý vị tụng chú Lăng Nghiêm á, thì quý vị chỉ ngồi tụng mà quý vị không hiểu gì trong đó hết trơn á, thì nó uổng đi. Thật ra thì tụng chú Lăng Nghiêm cũng có công năng tốt, nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên mình tổ chức một khóa tu dài, thì thôi bây giờ mình cho Phật tử tụng cái gì thì Pháp Hòa nói thôi tụng sám hối buổi sáng đi. Tại vì sám hối là có lạy lên lạy xuống mình dễ tỉnh. Còn mở cuốn kinh Pháp Hoa mà ngồi mà trì suốt 1 tiếng đồng hồ là thế nào cũng Pháp Hoa thì chưa thấy mà Pháp ngủ rồi tới. Để ra mình lại sám hối. Thì tu á,
Thật ra đó, cái tu của mình đó, là cái tu trường kỳ chứ không có phải tu theo khóa. Tu làm sao mà có khóa được, phải không? Nhưng mà cái khóa ở đây là để tập cho chúng ta đừng sống theo cái giải đãi của mình. Đừng có sống theo cái giải đãi của mình, cho nên mình trở về chùa, mình nhặt chúng mình ở trong một khóa. Rồi bây giờ cái những cái người mà người ta thuần là thuần thì tốt rồi, những người ta chưa thuần thì cho nên mình đó, đang chung một chúng với nhau như vậy đó, thì bắt đầu mình phải sao, mình phải tu. Cho nên khóa tu mà không phải đi ngồi thiền là khóa đâu nha, ở trong phòng cũng khóa đó. Cái vị kia nói những cái điều nghe không có dễ thương, thời khóa đó mình phải tập nhẫn nhục. Chơi cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là thường thời tu, không phải tu theo giờ lịch trình nữa, mà ngay cả tu dưới bếp, tu trong nhà ăn, tu trong phòng ngủ, tu trong nhà vệ sinh nữa. Trời ơi, một phòng ở cả chục người mà chỉ vô chỉ ở trong cả tiếng đồng hồ chỉ làm gì hết. Rồi mình còn nói trời ơi, bà ơi bà đi tu nghe, không phải là bà đang sửa soạn mà đi làm nghe. Thì những cái giây phút đó, đó thì mình phải nhớ rằng giây phút đó cũng là khóa để mình tu đó, hiểu ý không? Thì cái chữ khóa tu nó sâu sắc mà nó nhiều cái cách để mình diễn đạt như vậy. Thì bây giờ là trong kinh nói nó có ba cái thắng, ba cái gọi là thắng tâm. Thắng là gì? Là thù thắng, là siêu việt, là vượt hơn tất cả. Chơi về chữ thắng, thí dụ như mình nói tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Thù thắng hạnh là cái hạnh không có hạnh nào hơn. Thì trong này mình có một cái thường gọi là gì? Thường tu. Thường tu có nghĩa là mình không phải tu theo khóa nữa, mà tu trong từng giây phút của cuộc sống. Thì cái thứ hai là gì? Lạc tu. Lạc là vui. Thường tu mà phải lạc nữa, chứ còn thường tu mà méo mó không vui thì cũng không có tu thường được. Cho cái người xuất gia, người xuất gia mà tu trọn đời, được đến ngày mình mất đó, là tại sao mình tu trọn? Là tại vì mình có niềm vui khi mình tu. Còn nếu mình tu mà không có niềm vui thì mình thấy chỗ nào nó vui hơn cái mình xin thôi luôn, mình không có tu nữa, hiểu không? Cho nên đó, cái những người xuất gia mà người ta tu trọn đời được là biết là người ta có hai cái, có ba cái này: một là thường tu, hai là lạc tu, tu mà ta có niềm vui. Và đồng thời trong cái lạc tu nó có cái gì? Nó có một cái gọi là ngã tu. Chữ ngã là gì? Chữ ngã nghĩa là tự tại. Chữ ngã này không có nghĩa là bản ngã, là cái ta, mà chữ ngã này á, mình phải hiểu là tự tại. Thí dụ như người ta nói Niết Bàn á, có bốn cái chất liệu để định nghĩa của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Quý vị có nghe chữ Niết Bàn phải không? Niết Bàn là một cái trạng thái an vui trong nội tâm của mình, chứ không phải là ở đông ở tây nào mà đợi chết mình mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm, một trạng thái bình an. Thì làm sao mình có được cái trạng thái đó? Niết Bàn là thường, bởi vì nó không có tướng. Mà không có tướng thì làm sao mà nó có diệt được? Cho nên Niết Bàn là thường. Niết Bàn là lạc, là vui. Niết Bàn là có tự do, cho nên gọi là ngã. Cho quý vị nghe chữ ngã đó, có hai trường hợp để mình hiểu chữ ngã. Ví dụ ta nói bản ngã, đó là cái ngã của mình đó, là cái ta đó. Không, nhưng mà khi ta nói chữ ngã mà của cái nghĩa của chữ Niết Bàn thì ngã này mình phải hiểu là ngã này nghĩa là tự tại. Tự tại từ ở trong tâm của mình. Ví dụ như buổi sáng mình ở nhà thường mình ăn tô hủ tiếu, mình lên đây sáng ta cho ăn con chén cháo thì giây phút mà mình ăn cháo mình không thoải mái đó, thì mình phải quán chiếu mình tu mình có cái tự tại không. Bây giờ so ra một chén cháo và không có gì để ăn thì cái nào nó hơn? Chén cháo đỡ hơn nhiều, thôi tự tại gọi là ngã, ngã tu. Vậy thì tu có ba cái để chúng ta quán chiếu để nó thù thắng: một là thường tu, hai là lạc tu, ba là ngã tu.
Ngã là tự tại. Thí dụ như bây giờ mình ở nhà mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, thì mình cũng nghĩ rằng mình lên chùa mình sẽ tụng tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Cái giờ tự nhiên chùa đổi chương trình, chùa lại sám hối, ngã tụng tự tại. Tụng sám hối cũng được, tụng Pháp Hoa cũng được, tụng Lăng Nghiêm cũng được, bởi vì tất cả những cái kinh điển mình tụng á, nhằm một mục đích là cho chúng ta định tĩnh cái tâm của mình. Vậy và đồng thời khi mà mình muốn đưa cái kinh ra mình tụng, mình phải quán cơ. Quán cơ tức là mình phải quán cái căn cơ của đại chúng. Bây giờ ở đây có nhiều người mới quá mà tụng Lăng Nghiêm ta tụng được. Cái gì mà bà già bà đế rồi tỳ đà giả xà sân đà giả di cái ra giả di rồi ta tụng được. Cho nên mình phải đem cái kinh gì mà ta tụng cho nó dễ. Đó, ta tụng cho nó dễ. Thì khi mà mình là cái người thuần rồi, chứ mình không có gì ràng buộc. Ở đâu bất cứ kinh điển nào mình cũng thoải mái hết. Đó thì Pháp Hòa mới nói rồi, cái chỗ ngủ cũng vậy, chỗ ăn cũng vậy. Mình ở nhà mình á, một mình một cõi, tức là có cái giường rộng. Nhưng vô chùa tu á, là không có được ở giường rộng. Vô chùa mà tu á, là mình phải ở một cái giường mà ta kêu là cái đơn. Cái đơn là gì? Đơn này là đơn độc, đơn này là đơn chiếc. Cho nên người ngủ một cái giường nhỏ đủ một người ngủ là kêu cái đơn. Ở trong chùa không kêu cái giường, kêu cái đơn. Mà ngày xưa cái đơn là một cái hộp có tấm ván để trên, rồi khi mày dỡ cái tấm ván nó lên đó là mền gối quần áo tập vở của mình bỏ hết vô đó, rồi đậy cái đó lại, cái khóa khi đi đâu khóa lại, rồi thì ngủ tối ngủ lấy mền để lên đó trải ngủ, ngủ xong xếp mền đàng hoàng cất vô đó. Rồi trên cái đơn này làm gì? Làm cái bàn học, coi như là tại như là chỗ ở của mình có nhiêu vậy đó. Mà ở Việt Nam là ngày xưa là không có phòng, có một cái không gian rộng lớn vậy nè, phải không? Thì người ta mới để mỗi người cái đơn 1, 2, 3, 4 đánh số vậy đó, rồi là mình vô đó mỗi người cái đơn. Cho nên ngủ không có che, không có ngăn, không có gì hết đó. Để chi? Để mình sống theo chúng và không có cơ hội mình tự do. Thí dụ bây giờ ban đêm đại chúng 10 giờ người ta tắt đèn người ta ngủ, mình còn đọc báo, mình còn chơi game hay là mình coi cải lương gì đó không được. Ta đóng, ta tắt đèn ngủ, người ngủ. Cho nên không có phòng riêng à, mỗi người chỉ trừ những bậc thầy lớn có một cái nơi riêng để các ngài nghiên cứu là ra giảng diễn, còn mình là chúng học chúng là ở chung vậy. Cho mình ở vậy cái mình nói, ồ mình quán chiếu sao để có tự tại đây. Đó bây giờ đây là cái thời khóa để tôi khắc phục nè. Tôi ở nhà tôi ngủ giường nệm, tôi lăn quá trời quá đất, giờ đây lăn được lăn té, giờ đây nằm yên chỗ à, thì tức là mình khắc phục như vậy đó. Mình khắc phục như vậy gọi là mà vui vẻ thì gọi là lạc tu, mà không bị ràng buộc gì hết thì gọi là ngã tu, mà một ngày hai ngày cho đến nhiều ngày thì gọi là thường thường tu. Đó. Thì bây giờ á, nói cái chữ tu nó nhiều thứ lắm. Đó. Thì Pháp Hòa nói ba cái để cho đại chúng thấy á, là mình đi vào trong này á, coi vậy chứ thời gian nó mau lắm. Đó. Thoáng cái là hết giờ, thoáng cái là hết giờ. Đó. Hồi chiều hồi sáng này là cho tới chiều 4, 5 giờ là nó sốt sốt suốt. À, cho đến rồi tới chiều ra cái bắt đầu nó đỡ được một chút, tắm rửa rồi thì tối nay mới có thể ngồi sinh hoạt với đại chúng, chứ Pháp Hòa nghĩ là ra không nổi, cái đầu nó nặng mà người nó khó chịu vô cùng. À, thành thử ra bây giờ á, cái hoàn cảnh này nè, cái này gọi là pháp nhẫn. Nhẫn nó có ba loại nhẫn, hồi nãy tu ba loại tu rồi, nhẫn ba loại nhẫn nha. Nhẫn là mình chịu đựng đúng không? Mà giờ mình chịu đựng ai nè? Một là mình chịu đựng những con người sống chung với mình, cái đó gọi là sanh nhẫn. Bởi vì mình nhẫn mình ở chung với nhau mà có người nào giống ai đâu. Đó, người thì ăn mặn, người ăn lạt, người ăn ngọt, người thích sắc cà rốt kiểu này, người thích sắc kiểu kia. Mình vô mình phụ mình xách con củ cà rốt mà tới ba kiểu, người này đi tới nó
tại sao chị sắc kiểu này nấu súp mà nấu kiểu này sao được, rồi sắc theo kiểu cái chị đó, vừa sắc được đâu mấy lát chị kia tới nói tại sao chị sắc cà rốt kiểu này đó. Những cái trường hợp mà mình có thể nhẫn nại được cái gọi là sanh nhẫn. Rồi bây giờ mình ở trên này, hoàn cảnh chùa không đủ phương tiện, thí dụ vậy, cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là mình nhẫn cái hoàn cảnh lạnh nóng, gió mưa, những cái gì xung quanh mình nó có những cái điều mà cái hoàn cảnh đó, nói chung là hoàn cảnh thì chúng ta gọi là pháp nhẫn. Ví dụ ở nhà mình tắm nước nóng, vô đây đông quá, ba bốn người tắm xong tới phiên mình lạnh ngắt, trường hợp vậy gọi là gì? Pháp nhẫn. Tại sao mình có được pháp nhẫn? Tại vì mình có ngã, ngã tốt, hai cái này nó phối hợp. Tại sao mình có thể mình nhịn được cái chị đó? Tại vì mình có lạc tu. Lạc tu tức là trong khi mình tu mình có niềm vui, trong khi mình tu mình có niềm vui. Rồi sanh nhẫn, pháp nhẫn, rồi cái thứ ba là gì? Vô sanh nhẫn. Vô sanh tức là khi mà hồi đó đó tôi mới vừa tu á, tôi tự tôi nói với tôi nhiều thứ lắm, ráng nhịn đi, ráng nhịn, bây giờ hết hết cần phải dùng cái chữ ráng nữa, thấy nó bình thường. À, cái chị đó tôi biết chị quá rồi, giờ tôi không có gì tôi phiền hà chị nữa hết. À, cái anh đó tôi biết ảnh quá rồi, cái tánh ảnh vậy đó, nhưng mà không có gì trở ngại hết á, ảnh nói ảnh giận ảnh nói rồi là thôi. Trường hợp đó gọi là vô sanh nhẫn. Vô sanh tức là không cần phải khởi, phải sanh khởi những cái ý niệm gì để mình nhẫn nữa hết, bình an vô cùng. Tại vì sao? Tại mình có cái tự tại gọi là ngã, ngã tu. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, để đại chúng có một chút khái niệm tại sao mình phải tới khóa tu. Mà cái khóa tu này, những cái khóa tu như vậy mục đích giúp được gì cho mình? Giúp cho mình ở cái chỗ là mình đi theo được thời khóa, mình không bị giải đãi. Trời xưa ta mới có câu đó, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con cọp mà nó xa rừng núi thì nó sẽ bị người ta bắt nó. Mà nếu mình tu mà mình xa rời tăng thân thì mình sẽ dễ rơi rụng. Cho nên tăng ly chúng tăng tàn, tàn tức là tàn lụi. Hổ ly sơn hổ bại, con cọp mà nó lìa núi lìa rừng thì nó sẽ dễ bị người ta bắt nó. Cho nên mình mới nhập chúng mình tu. Và thưa đại chúng đó, ở trong nhà Phật đó, bất cứ một cái gì chúng ta làm nó đều mang một cái ý nghĩa nhiều lắm. Mà chư tổ là những người tu có chứng đạt, và các ngài đã tạo ra những cái phương tiện mà nói cho hay nữa đó, gọi là thiện xảo. Chữ thiện là khéo, thấy không? Chữ xảo là làm một cách rất đẹp, khéo mà khéo một cách rất đẹp. Thí dụ quý vị nhìn cái bình hoa, quý vị thấy tay chân, quý vị nói ai làm cái bình hoa này tinh xảo quá. Tinh là tinh vi, thấy không? Xảo là đẹp, thiện là khéo, cho nên gọi là phương tiện thiện xảo. Bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi. Mình nói trời ơi, ăn có một bữa cơm mà rườm rà quá, bắt bắt co tay nè, rồi để cơm lên nè, rồi bắt ấn nè, rồi chờ nè, ăn ăn cho rồi đi, tôi cúng quả gì mà làm dài dòng quá. Nghĩ vậy thì làm sao mà gọi là gieo duyên được. Đó, ở nhà mình ăn á, mình ngồi xuống cái mình ăn à. Nhưng mà khi mình đi vào trong chùa mình ăn á, đi theo một cái cách ăn vậy mà mình phải khắc phục được thì là mình theo cái thời thời khóa. Ở nhà mình đói bụng cái bới tô cơm mình ăn mà đôi khi quên mời nữa chứ. Thường ngày mình còn nhớ mời ba ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, bữa nào mình đói quá mình ăn mất tiêu. Để có nhiều khi á, ở nhà mình phải tập trước khi ăn cơm mình chắp tay, mình xá,
đừng có ngại là ăn mặn mà sát, mặn đai gì cũng không sao hết á. Cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta có thực hiện cái cách ăn của mình. Xá là để làm gì? Để biểu lộ rằng mình cảm ơn tất cả những cỏ cây hoa cải, rồi những người nấu, nói chung là mọi thứ đã cho mình được bữa ăn cho mình sáng rồi. Rồi chưa đó mình đọc đọc cái bài kệ ăn cơm. Ở đây á, khi mình đi vô trong chùa, mình đi theo khóa tu mình ăn cơm á, thì theo truyền thống Bắc truyền á, thì mình có một cái nghi thức mà quý vị đang có trong cái trước mặt mình. Nghi thức này gọi là nghi thức quá đường. Chữ quá nghĩa là mình đi qua. Chữ đường là cái trai đường. Quý vị thấy cái phần 1 không? Có chữ cúng dường không? Số 1 đó, có chữ cúng dường. Thì trước khi mình ăn cơm á, mình dâng cái chén cơm mình lên mình cúng dường cho Phật, cho chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng. Rồi bắt đầu mới cúng cho mình. Cho nên khi mà nghe bà hồi chuông rồi, mình lấy cái muỗng á, hồi nãy thầy trụ trì có nói phải không, lấy cái muỗng mình xây ra ngoài cắm vô đó, tượng trưng là mình cúng. Khi mình xây ra là tượng trưng cho mình cúng cho Phật, cho Bồ Tát. Khi cúng xong mình xây cái muỗng vô là giờ tới phiên mình đó, cái muỗng đó mình cúng cho mình. Giờ mình bắt cái ấn, ấn này gọi là ấn Tam Sơn, ngón giữa ngón áp út co lại, ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Ai chưa quen mình ngồi mình có co thử. Sau cái ấn này rồi mình mới để cái chén cơm mình lên trên cái ấn này, bưng cái bát cơm mình để lên vậy đó. Ba cái ấn này tượng trưng cho niệm định tuệ. Tức là chén cơm mình dâng cúng đây là đầy đủ niệm định tuệ. Rồi bên này, bên tay phải mình nè, bắt cái ấn này. Ấn này, ấn cúng dường. Thấy không? Mình mới để cái chén cơm mình lên. Nhưng mà khi để chén cơm, mình để trên tầm mắt của mình. Thì chư tổ giải thích nó có hai cái ý. Một á, là bởi vì cái thân ngũ uẩn phàm phu của ta không có tinh sạch, cho nên khi cái chén cơm mình cúng dường đây là mình nói lên cả cái sự thanh tịnh trong sạch của mình cúng. Cho nên mình để, nếu mình để dưới cái tầm miệng đó, thì khi mình tụng á, thì cái hơi miệng mình sẽ đi vào chén cơm chưa đủ tinh khiết. Cái thứ hai á, là mình để trên tầm mắt á, là để tránh cái sự giao tiếp phân biệt. Thí dụ bây giờ mình bưng chén cơm lên mình đi lấy thức ăn, mà lấy thức ăn xong rồi bưng cuốn về, lúc này bắt đầu mới nhìn vô chén cơm rồi phân biệt, trời ơi lại gấp quá, lấy cái miếng gỏi ít quá, ta hồi nãy gấp quá thấy ta sao mình hơi gấp, cho nên mình lấy nó không đủ, không có kịp nhầm cái món mình thích nhất mà mình lấy ít nhất nữa, theo ý không? Cho nên chư tổ giải cái chỗ này hay lắm. Tức là mình đưa xuống miệng mình á, thì hơi miệng mình đi vào cơm. Cho nên á, khi mình thắp cái hương cũng vậy. Dâng hương cho Phật là mình phải đưa lên từ ở trên cao vậy nè. Để cái hơi miệng mình nó không có đi vào cái hương. Cho nên là tại sao mình không được thổi hương là vậy đó. Khi mình mồi cái hương rồi là mình lấy tay mình quạt cái hương, chứ mình không có lấy miệng mình thổi. Thổi tức là cái hơi miệng mình nó đi vào trong trong đó rồi. Thật ra tất cả cái này là biểu lộ cái lòng cung kính. Cho mình mới đưa cái chén cơm mình lên. Một là khỏi tầm mắt, hai là khỏi tầm miệng. Ở dưới tầm miệng thì hơi hôi, dưới tầm mắt là phân biệt. Mình cầm chén cơm mà mình nhìn vô đây, mình nói rồi lâu lâu mình ngó rồi đấy. Chị nói chị tinh mắt ghê. Chị nói, cái món đó chị lấy được nhiều. Thí dụ vậy. Cho nên trong khi ăn cúng là tâm mình phải nhất như không có phân biệt. Cho nên là mình mới bắt cái ấn này nè. Niệm là chánh niệm. Định là định tĩnh. Tuệ là trí tuệ.
Người Phật tử tu phải ba cái yếu tố: niệm, định, tuệ. Và đưa cái chén cơm lên cúng. Bây giờ mình cúng cái gì? Mình phải sướng nha. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là tam thân. Thứ nhất là pháp thân. Quý thầy chị quý vị thấy chữ thân pháp thân không? Thanh tịnh pháp thân đó. Thứ hai là hóa thân. Thứ ba là thiền bá ức hóa thân, gọi là hóa thân. Mỗi con người chúng ta ai cũng có đầy đủ ba thân này. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây thì gọi là báo thân. Tại sao gọi là báo thân? Bởi vì cái báo thân này nó lùn cao mập ốm tùy theo cái nhân mà chúng ta tạo. Cho nên bây giờ chúng ta lãnh cái báo thân này. Hiểu ý không? Đẹp xấu cao lùn mập ốm gì đó là báo thân. Cái báo thân này là tùy cái nhân quả. Nhưng mà ở trong cái báo thân này nó có hai cái thân khác linh động hơn. Đó gọi là ứng thân. Ứng thân là mình có thể dùng cái thân này ứng hóa khắp mọi chỗ mọi nơi, không có bị ngăn ngại. Pháp Hòa ví dụ như là thầy trụ trì ở đây, ngày hôm qua ngồi trên xe Pháp Hòa mới nói với thầy: thời gian mau, mới đây mà anh em đã gặp nhau 20 năm rồi. Pháp Hòa với thầy trụ trì đây là quen nhau 20 năm. Mà hồi xưa lúc thầy mới qua thì ở Hawaii, cũng cái báo thân đó mà ứng ở Hawaii, xong rồi cái ứng ở Pháp, rồi ứng ở Cali, rồi đi về đây đi học. Thì như vậy thì mình có cái báo thân, nhưng mình có thể ứng thân ở khắp mọi nơi mọi chốn tùy theo cái nhu cầu. Bây giờ Pháp Hòa cái thân này là cái báo thân, mà là báo thân thì bây giờ hiện nay đang ứng thân ở đây, thứ hai tuần sau ứng thân ở Cali, ví dụ vậy. Nhưng mà dù mình báo thân hay mình ứng thân, mình làm tất cả mọi việc, nhưng tâm của mình đó nó an lạc, nó không có khổ đau, thì cái đó là pháp thân. Pháp thân là cái thân Phật pháp, cái thân không có bị sanh diệt do cảm và do bệnh gì hết trơn. Cái báo thân là có, cái báo thân là có bệnh có hoạn, nhưng mà báo thân này nó đa dụng đến cái là nó có thể ứng thân. Rồi thì mình làm tất cả mà không có gì ràng buộc thì gọi là pháp pháp thân. Cho khi mình dâng cúng, mình cúng cho ba thân. Tỳ lô giá na dịch là biến nhất thiết xứ. Cái chữ tỳ lô giá na đó dịch là biến nhất thiết xứ. Tại sao? Bởi vì mình đã thanh tịnh đi, thì chỗ nào mình bị ràng buộc mà không biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ là biến tất cả chỗ, tất cả nơi, vì không có ràng buộc. Cái nữa là lô xá na dịch là viên mãn. Lô xá na Phật là dịch là viên mãn. Rồi Thích Ca Mâu Ni dịch là năng nhân tịch mặc. Thích Ca dịch là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Người có khả năng sống với cái sự vắng lặng gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên trong con người chúng ta cũng có bản chất của Thích Ca Mâu Ni. Tức là bây giờ mình đang tập đó, tập sống trong cái hạnh mà năng nhân tịch mặc đó, có khả năng sống tĩnh lặng. Rồi mình cúng Phật tam thân rồi, bây giờ mình cúng Phật ở mười phương, trong đó có Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, rồi Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Rồi bây giờ nhiều Phật quá, nó không hết. Cho mình nói sao?
thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Bây giờ mình cũng đây cũng Phật rồi phải không? Giờ thì cũng Tạc Bồ Tát, đại trí văn thù, đại hạnh phổ hiền, đại bi. Nhưng mà Bồ Tát cũng nhiều quá, cũng nhiều quá, nói sao? Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả các vị Bồ Tát, mà những vị này đều là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát nghĩa là gì? Là những chữ Ma Ha nghĩa là đại, là lớn, Bồ Tát lớn, những vị Bồ Tát lớn. Chữ Ma Ha là vậy đó. Cho nên mình hay tụng niệm xong cái Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là đại, là lớn. Cúng Bồ Tát xong rồi giờ tụng ai nữa? Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao nói câu đó? Có nghĩa là bây giờ con xin cúng một cách trọn vẹn, một cách rốt ráo, một cách viên mãn. Cúng Phật, cúng Bồ Tát rồi, bây giờ con mới đem cái đức, tam đức lục vị. Khi mình cúng cho Phật á, hay là mình làm thức ăn gì cho ai ăn á, nhớ là phải có đủ ba đức. Một là thanh tịnh đức, hai là nhu nhuyễn đức, ba gọi là đúng như pháp. Thanh tịnh là sao? Không có ăn cắp cho, không có ăn trộm của người khác cho, mà mình cúng, mình đem cúng bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cái việc, cái món đó mình làm từ cái việc làm thanh tịnh của mình mà ra. Cho nên mình làm cho gì cho ai, mình có ba cái đức. Một là phải thanh tịnh, tức là lòng mình phải thật sự muốn, chứ không có miễn cưỡng. Thứ hai là phải nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là sao? Quý vị nhìn cái bữa ăn có đủ nhu nhuyễn không? Có món thì nó giòn, có món thì nó mềm, có món đặc, có món lỏng. Thì tất cả những cái món ăn mình đem đó, nó gọi là nhu nhuyễn đức. Mà đúng như pháp cúng. Thế nào là đúng như pháp? Người ta cần thì mình cúng, người ta không cần mình đưa dư, người ta thiếu mà mình không cho là không được. Chứ gọi là đúng như pháp. Tam đức là ba đức ha, nhớ ba đức đó không? Thanh tịnh đức, nhu nhuyễn đức và đúng như pháp. Rồi giờ lục vị là gì? Chua, cay, mặn, lạc, ngọt, đắng. Sáu vị. Trong bữa ăn nào mà không có sáu vị này? Bữa ăn mình ít nhất cũng ba vị. Gỏi, trong cái dĩa gỏi là cũng mấy vị rồi đó. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn. Nấu canh chua mà nấu kiểu miền Tây á, là phải mặn mà ngọt. Chứ không phải nấu mà canh chua mà lạc, nấu mà lạc mà không có cái dịu của cái đường á. Cho nên nấu canh chua là nấu bằng đường, để cho nó ngọt, mà nó ngọt của cái dịu đó, chứ không phải ngọt mà kiểu lạc 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 khó ăn. Cho nên ở trong một cái bữa ăn của mình là có đủ mấy cái vị đó. Thì trong cuộc đời của ta đây, nó cũng đầy đủ sáu vị này. Có không? Có đắng, chát, chua, cay, ngọt, bùi. Cuộc đời mình có. Có đủ sáu vị này, nhưng chúng ta lấy tam đức mà độ nó. Mình có cái nhu nhuyễn đức. Nhu nhuyễn đức là cái đức làm sao? Cái đức mềm mỏng. Người đó có đến với tôi bằng đắng với cay, nhưng tôi sẽ lấy cái nhu nhuyễn đức tôi độ họ. Tôi sẽ lấy cái thanh tịnh đức mà tôi tịnh hóa họ. Cho nên là tam đức lục vị ấy, nó là một pháp tu. Ngoài cái ý nghĩa là con dân cúng thức ăn đây có đủ sáu hương vị, thì đây cũng là những hương vị của đời. Và nếu nó có đến với con thì con xin lấy ba đức con đọc.
Có chỗ ông giải thích ba đức đó là bát nhã đức, giải thoát đức, thanh tịnh đức, tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, xin cúng cho Phật và chư tăng. Pháp giới hữu tình là trong cái pháp giới những loài có tình cảm con đều xin cúng hết, gọi là phổ đồng cúng dường. Nhược phạn thực thời, nếu đến giờ ăn, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Thiền duyệt vi thực, lấy cái pháp ăn, lấy cái thức ăn thiền duyệt. Chữ thiền là thiền định, chữ duyệt là niềm vui. Vui trong thiền định làm thức ăn, và lấy cái pháp hỷ sung mãn. Đó, đó hai món ăn đó. Người tu mình nếu mà ăn được pháp hỷ với thiền duyệt là khỏe dữ lắm. Nghe pháp mà có niềm vui gọi là pháp hỷ. Ví dụ mình dự một khóa tu hay là nghe một buổi giảng mà nghe xong rồi tâm tư mình thoải mái gọi là pháp hỷ sung mãn. Sung mãn là sung túc và đầy đủ. Thiền duyệt vi thực, ngồi thiền mà có niềm tĩnh lạc. Sau khi mà quý vị cúng rồi đó, để cái bát xuống mới xây cái muỗng lại cho mình. Rồi vị thầy cả mới lấy cái chén nước nhỏ làm cái phép đó gọi là phép xuất sanh. Xuất là cho ra, sanh là sự sống. Xuất sanh tức là cho cái người đó có sự sống. Và cho ai? Cho quỷ thần ở đồng trống, cho mẹ con quỷ la sát, cho con chim đại bàng cánh vàng. Cho nên trong cái bài cúng đó nó đầy đủ những cái loại mình muốn cúng. Ngày xưa có con chim đại bàng, nó có cánh màu vàng, nó hay ăn thịt người khác lắm, đặc biệt là con nít. Người ta mới tới, người ta xin Phật giúp. Phật mới lấy con chim đại bàng con đó, Phật cất đi. Rồi nó mới hỏi chứ, nó tới Phật nó đòi lại, hỏi ngươi có con, ngươi mất con, ngươi khổ không? Nói trời ơi, mất con mà sao không khổ? À, ngươi mất con, ngươi khổ thì ngươi phải biết người khác cũng khổ giống ngươi. Nhưng mà bây giờ tôi ăn con nít là tôi mới đủ no, chứ ăn cái khác cũng no. Phật nói yên tâm, dù chỉ có 7 hạt này nhưng mà có chú biến thực biến thủy cho ngươi no đủ. Vậy thì cái biến thực biến thủy đó là nó đi từ đâu? Nó đi từ cái lòng từ bi của mình mà ra. Cho nên thầy cả bắt cái chén nước rồi định tâm, đọc cái bài kệ vô đó: pháp lực bất tư nghì, tức là cái lực của Phật pháp không thể nghĩ được, gọi là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, lòng từ bi của mình không có gì có thể ngăn ngại được, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, chỉ 7 hạt mà có thể biến khắp 10 phương, phổ thí châu xa giới, phổ túng cho tất cả mọi các nơi. Đó, cái bài kệ quý vị để ý trong đó là Pháp Hòa giải thích chút xíu nữa. Để quý vị, trong này là nguyên văn tiếng Hán không à, quý vị tụng nhiều khi mình không hiểu cái ý trong đó nói gì, thì Pháp Hòa giải thích sơ cho đại chúng biết. Rồi tụng biến thực biến thủy xong rồi, cái vị thị giả mới đem cái chén đó ra, gốc cây gốc cội, gốc gốc nào là cúng. Xong rồi thầy cả mới sướng tăng bạc, sướng tăng bạc có nghĩa là một cái lời cảnh tỉnh. Phật chế, trong này để tiếng Hán không, là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán, cái mục số 4 đó. Phật chế tức là Phật dạy á, các vị mình ăn cơm á phải nên thực tập năm cái phép quán, đừng có để tâm mình bị tán loạn nơi đâu hết. Thấy không? Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tán tâm mà nói chuyện nhảm đó thì của tính thí khó tiêu, gọi là tính thí nan tiêu. Đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm, đại chúng nghe tiếng chuông phải dứt tâm chánh niệm, rồi bắt đầu tụng cái bài chú ta án tam bạc ra già ra.
Cái chữ độc ở đây nó có hai ý. Cái độc mà uống thuốc và ăn ăn nhầm đồ độc á, chết con đời. Nhưng mà trong khi mình ăn cái độc tham sân si, luân hồi sanh tử nhiều kiếp. Cho nên cái câu này nó có cái ý đó đó. Cho nên Phật mới nói tăng bạc, tức là một cái lời răn nhắc. Ăn cơm rồi thì niệm Phật, rồi mình mới bưng cái chén cơm lên mình để ngang trán quán tưởng, rồi bắt đầu mình mới ăn cơm. Khi mình ăn đó, mình nói ba đạo câu. Miếng cơm thứ nhất mình nói gì? Nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai mình nói nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái đó là ba cái điều căn bản của Bồ Tát đó. Cho nên Phật tử nào có cái ý muốn thọ Bồ Tát giới đó, là ba cái câu này là ba cái câu mà tâm niệm của Bồ Tát phải giữ. Gọi là nhiếp luật nghi giới, là không làm ác. Nhiêu ích hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới là phải làm việc lành. Nhiếp luật nghi giới là phải giữ giới, tức là không làm ác. Nhiêu ích hữu tình giới là độ chúng sanh. Thì đó là mình sau khi ba miếng cơm rồi, bắt đầu mình mới quán năm điều. Nhất kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến gì đó. Kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến. Sau khi mình ăn cơm rồi á, cái phần kết thúc là mình kêu là kết trai. Ở mục số 7 á, chữ kiết cũng được, chữ kết cũng được. Chữ kết nghĩa là gì? Kết thúc. Kết thúc một bữa ăn cơm, tụng cái bài chú chuẩn đề. Sau đó mình mới đọc sở vị bố thí giả, tức là nếu người nào là người bố thí, tất hoạch kỳ lợi ích, tất sẽ thu hoạch được những cái điều lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí, nếu vì ham thích mà bố thí. Chữ nhạo là gì? Nhạo là thích. Chữ nhạo là thích, vui thích. Nhược vị nhạo bố thí, tức là nếu mình thích bố thí thì sau này mình sẽ được nhiều cái an lạc, gọi là hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, tức là ăn cơm đã xong. Chữ ngật nghĩa là rồi, là hết. Phạn thực dĩ ngật, tức là ăn cơm xong rồi. Cầu cho chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Sở tác giai biện, tức là tất cả những việc làm của họ đó, cụ chư Phật Pháp, không việc làm nào mà không có cái hương vị Phật Pháp ở trong đó. Mình nhớ như vậy đó, mình là Phật tử rồi thì tất cả việc làm gì mình làm ít nhiều phải có một chút Phật Pháp trong đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình đi buôn bán thì phải có lời, nhưng mà nếu mà mình không có phải là Phật tử á, là mình lấy lời sao? Hết gà. Người ta thường gọi là cắt cổ. Nhưng bây giờ mình nghĩ thôi, mình mua giá này thì mình bán hơn chút, hoặc là phân nửa, thí dụ vậy. Một vốn bốn lời là quá rồi, chứ gì muốn gì nữa ha. Hiểu ý không? Tức là việc làm khi mình chưa là Phật tử thì mình sống không có cái chất liệu của Phật tử. Nhưng một khi mình đã là Phật tử rồi thì hành xử của mình phải có một chút Phật pháp trong đó. Cho cái câu cuối rất là hay. Ăn cơm xong rồi, con cầu cho chúng sanh. Việc làm của họ cũng thành tựu, giống như mình ăn xong bữa cơm vậy đó. Mà bữa cơm của họ, việc làm của họ, cụ chư Phật pháp. Chữ cụ là đầy đủ. Đầy đủ Phật pháp. Sau đó bắt đầu mới phục nguyện, tức là hồi hướng.
Thì đó là cái bài ăn cơm mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là Pháp Hòa giải thích sơ qua để quý vị khi mà thực hành vào nghi thức, quý vị hiểu mình đang tụng cái gì mà ở trong đó dạy cái gì. Thì để quý vị để ý, nếu mà để ý thì thấy cái bài kinh này đầy đủ cái pháp tu ở trong đó. Cái pháp hành là sao? Pháp hành là mình bưng chén cơm lên nè, mình bắt ấn nè, mình đưa lên đây nè, rồi mình cúng súc sanh. Đó là những cái hành xử trong khi mình dùng một bữa cơm. Nhưng mà ở trong cái pháp hành này á, nó lồng, nó chan chứa cái pháp tu ở trong đó. Cho nên Phật tử nhớ là mình có hai phần nha. Một là pháp học, hai là pháp hành. Đi về chùa học Phật pháp mới pháp học. Ứng dụng Phật pháp kêu là pháp hành. Cho nên mình tu tịnh độ, mình niệm Phật cũng không sao, nhưng phải học. Tại vì mình phải học kinh đó, mình mới rõ được nghĩa lý, rồi từ đó cái việc tu của mình nó mới sâu sắc. Ví dụ như bây giờ mình đang cầm sâu chuỗi niệm Phật, nó hỏi tại sao chị cầm chuỗi vậy, nó tôi biết đâu ra, ông thầy cũng đưa chuỗi cho tôi lần thôi đó. Không hiểu. Thì mình phải nói ô cái này là nằm ở trong những cái pháp niệm Phật, bởi vì tâm của tôi chưa định cho tôi mượn xong chuỗi tôi lần chuỗi, cái này kêu là sổ châu niệm Phật. Sổ 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 là đếm, châu là cái dây chuỗi. Sổ châu niệm Phật tức là đếm hộp chuỗi mà niệm Phật. À bây giờ tôi đã đi tới một cái chỗ sâu hơn rồi, tôi không còn sổ châu niệm Phật nữa. Thở vô tôi a di, thở ra tôi đà Phật. Cái đó gọi là tùy tức niệm Phật. Chữ tùy là đi theo, tức là hơi thở. Tùy tức niệm Phật có nghĩa là tôi niệm Phật đi theo hơi thở của tôi, gọi là tùy tức niệm Phật. Bây giờ cái người kia họ đang bấn loạn thật tinh thần quá, tôi tới lên a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật, tôi trì danh niệm Phật, tôi đọc danh Phật lên cho người ta nghe, ta định. Hiểu ý không? Rồi bây giờ tôi niệm Phật và tâm tôi tán loạn dữ lắm, cho nên tôi đem cái hình Phật tôi để trước mặt tôi này, để cho tôi đừng nhớ tới hình ông cô kia hay là anh nọ. Vậy tôi nhìn hình Phật, cái đó là quán tượng niệm Phật. Niệm Phật, nhìn hình Phật là quán tượng niệm Phật. Rồi bây giờ có một chỗ nào tôi đi, tôi không có hình, tôi nhắm mắt lại, nhưng mà tôi tưởng ra cái dáng của Phật Di Đà, là quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Trời ơi, niệm Phật mà quá trời kiểu không. Rồi bây giờ người ta trong cái giây phút người ta sợ hãi, tôi phải niệm cho lớn lên để cho người ta nghe, mà ta an định, người ta không có bị tán loạn. Niệm cho lớn lên gọi là cao thanh niệm Phật. Cao thanh tức là làm cho cái âm thanh của mình nó cao cao phát lên, lớn lên. Thì mình học mấy cái đó kêu là pháp học, đúng không? Nhưng mà trong khi mình học những cái pháp đó, mình thấy cái nào nó hợp với mình thì mình hành. Cho có khi tôi dùng chuỗi tôi sổ châu, có khi tôi ngồi tôi niệm, ngồi thiền đó mà, tới giờ ngồi thiền ai làm gì đó làm, tôi cứ ngồi tôi thở vô cái tôi a di, thở ra cái tôi đà Phật, cái là tùy tức niệm Phật. Rồi bây giờ đó, tôi bước bước tôi a di, bước bước nữa tôi đà Phật, cái đó là kinh hành niệm Phật. Cho nên mình không không học lấy gì biết. Cho nên học mà không tu, mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là tăng trưởng tà kiến. Hai câu đó phải nhớ. Tu mà không học biết gì đâu tu, cho nên càng tu càng không biết, cho nên là tu mà không học thì thêm lớn vô minh. Nhưng mà học nhiều quá mà không tiêu hóa gì hết, đồn cục lại trong bụng mình, nó kêu là tà kiến. Tà kiến là sao? Bắt đầu bây giờ nó cũng có một số kiến thức đó chứ, kia hiểu biết đó chứ, nhưng mà nó thấy không có sâu, nguy hiểm. Cho pháp học vậy thì mình bưng bát cơm lên là pháp hành à. Tại sao tôi bắt cái ngón vậy mà nhiều người làm được, ráng bắt cho được, pháp hành.
rồi bắt cái ấn này nữa đó. Nhưng mà tôi biết đó, tôi hiểu cái nghĩa đó rồi, giờ giờ tôi làm và tôi không có gì khổ sở hết. Cái đó gọi là ngã, ngã thôi. Giống như mới đầu học đắp y, đắp nó luộm thủm, rớt lên rớt xuống, nhưng mà khi đắp quen rồi, mỗi lần tụng kinh lên đắp y thấy hạnh phúc. Thầy tu mà đắp y mà làm biếng đắp là thấy rồi đó, để xong rồi đó. Chơi mấy chục năm tu, mấy chục năm đắp y, một ngày đắp mấy lần mà mỗi lần đắp y là vẫn có niềm vui, vẫn có hạnh phúc, là mình biết là mình on the right track. Không phải hoa phe mà thưa đại chúng, là từ xưa tới giờ, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, hồi mà chưa được đắc y thì Pháp Hòa lấy cái mền Pháp Hòa quấn, ngày nào cũng lấy mền quấn, tới hồi đi tu được rồi, được đắc y rồi, tới bây giờ lên tụng kinh mà mỗi lần lấy tấm y ra mà đắc là trong lòng nó có một niềm sung sướng được đắc y. Thì mình biết là đường tu của mình chưa có đến nỗi còn thích đắc y, ôm mình bát ăn cơm, chưa nói chuyện bát ha, quý vị có cầm bát không? Hồi sáng thầy hồi chiều phát bát rồi phải không? Chữ bát đó là tiếng Phạn đó, mà mình kêu tắt đó, chứ nếu mà mình kêu đúng chữ của nó là bát đa la, tiếng Phạn là bát đa la, kêu tắt là bát. Và người Trung Hoa dịch cái chữ Bát Đa La là gì? Là ứng lượng khí. Ứng lượng khí tức là cái khí cụ để đựng thức ăn ứng hợp với cái sức ăn của mình. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một vật. Người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí là cái khí cụ, cái món hàng đó đựng thức ăn đúng với cái khả năng ăn của mình. Thí dụ mình đi lấy cơm mà sức mình ăn 3 muỗng thì cứ múc 3 muỗng. Rồi mình múc thức ăn đầy đủ rồi thì mình cái đó cái bát ứng lượng khí. Mà khi mà mình hồi xưa các vị người ta đi thất thực á, bác bà nói ví dụ đây là cái bát này. Mình ôm mình bát, khi mà ôm bát là tay trái để ở dưới đít bát, tay phải che cái miệng bát. Khi quý vị lấy cơm trưa mai đó nha, nhớ phải cầm như vậy đó. Cái đít bát là lấy tay trái mình để lên vậy nè đó. Lấy tay phải che cái bát vậy nè, trước vậy nè, rồi ôm mình bát đi. Khi mà đến cái bàn cơm rồi, cúi đầu xá xuống, xong rồi mới dỡ cái nắp bát ra, dỡ nắp bát rồi rồi mới múc thức ăn tuần tự, xong đậy cái bát lại rồi ôm y như cái kiểu hồi nãy đó, đi tới cái chỗ ngồi. Còn hồi xưa mà các vị mình ta ôm bát để đi khất thực á, đi từng bước người nào cho gì đó, thì cái cách dỡ bát là dỡ như vậy nè, hiểu ý không? Khi mình đi khất thực mà người ta cho mình thức ăn là phải dở dây nè, mà dở dây là trật á. Không phải, biết chi không? Tại sao mà quý vị chứ gì vậy mà nó có hai cái ý. Một á, về cái phương diện dễ dàng thì mình dở dây thì ta bỏ vô thì dễ không à. Nhưng mà nó có cái ý nữa đó, là mình không có được nhìn người ta cho cái gì. Người ta cho cái gì là nhận cái nấy, chứ không có nhìn. Mà cái thứ hai là khi dở như vậy không, để coi cô này không, không. Không có cái chuyện mà nhìn cư sĩ á. Rồi xong rồi cái là nếu mà mình nhìn mà nếu mình dở như vậy, chà được ha. Cái thì mình nhớ cái người đó cúng nha, nhớ cái người đó cúng về ăn thử ngon, rồi lần sau đi khất thực ta cúng được. Bữa hôm nấu món đó được lắm. Cho nên là không có cho mở kiểu đó. Cho quý vị biết á, ở trong nhà Phật á, dạy rất kỹ. Một người nào mà học đúng pháp thì người đó trang nghiêm vô cùng.
Khi mình ăn canh á, bưng cái chén canh á là phải có một cái dĩa, cái mâm để dưới chứ không có bưng dài. Hai cái ngón tay cái mình mà để vô cái tô canh là không đúng. Rủi cái móng tay mình nó chưa có sạch sao. Cho nên đó là bưng tô canh là phải có cái dĩa, cái mâm để. Mà nếu như mình là nữ, mình bưng cái mâm thức ăn đến mà phía trước mình là chư tăng, thì mình phải đứng mình nói bạch thầy, xin thầy lấy cái tô xuống giùm con. Chớ không nên gạ người vô, cố ý để cái tô đó vô. Pháp Hòa nói như vậy đại chúng có hiểu cái tế nhị không? Không hiểu hả? Cái đó là cái tế nhị. Vì mình là nữ thì mình để mình đưa xác vô, thì quý thầy ngồi vậy đó mà nói sao, thì nó có cái sự xúc chạm. Nếu không phải, nếu có một người nam bưng thì được, còn nếu không thì mình cứ lên tiếng để quý thầy bưng cái đó xuống, chứ mình không đưa xuống, mình không chồng người mình lên mình hạ cái đó xuống. Chơ Phật tử á, rồi thí dụ như bây giờ mình dọn bữa trai tăng, dọn trai tăng cho quý thầy ăn những cái bữa lễ đặc biệt trai tăng đó, thì không có cái món gì mà nó to tướng hết nha. Và ví dụ như là bì cuốn, thì mình xách cái cuốn bì ra làm ba. Tại vì khi ăn quá đường đó là miệng không há lớn. Mình ăn cơm bình dân, ăn cơm vui vẻ nó khác. Còn vô bữa cơm mà y áo đắp lên rồi ăn như thế này, thì cái món ăn mình để lên nó phải cho đúng cái pháp, để quý thầy ăn không có mất cái oai nghi. Mình luộc cải mình để nguyên cọng nhìn cho nó đẹp như nhà hàng Tàu vậy đó. Nhưng mà nhớ luộc để lên dĩa rồi thì lấy cái dao sắc, để quý thầy gấp một cái miếng cải đó há miệng vừa đủ, chứ không có cầm nguyên cọng cải. Cái đó là những vị trong ban hành đường mà sắp xếp trai tăng là phải học cái đó. Cho nên mình đi khất thực, hồi xưa là đi khất thực vậy đó, dở vậy mà không nhìn nữa, ngửa xuống vậy. Thí chủ đứng, mình đứng vậy, xong rồi mình đẩy cái nắp lại là mình chỉ cúi đầu để biểu lộ là tri ân, mà cũng không cần biết người đó là ai. Để làm gì? Để không có sanh cái tình cảm cái người đó đẹp xấu, cái người đó ngon dở, không sanh tâm. Bởi vì ta ai cho gì mình ăn nấy. Thì Pháp Hòa giải thích về đại chúng có rõ không? Tại sao trong chùa mình ăn cơm quá đường, mình ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa? Tại vì như vậy lỡ thức ăn nó dư, nó không hư. Cái thứ hai lỡ mình bị cảm, mình không lây cái cảm mình cho người khác. Còn ở bên Đài Loan là mỗi người có hai đôi đũa, mà hai đôi đũa là hai màu khác nhau. Thí dụ như giờ ta quy định đũa màu xanh là ăn cơm, đũa màu đỏ là để gấp, thì tự cái người hành giả ăn cơm phải tự biết cái đó. Mà ăn cơm là ngồi lưng thẳng, mà ta cầm cái bát cơm đó, thí dụ buổi chiều hay buổi trưa ăn bát cơm, cái bát cơm ta cũng cầm vậy nè. Bát cơm mình ăn á, thấy không, mình đưa lên vậy, xong rồi á mình để xuống thôi. Mà ăn cơm xong rồi, để muốn biết là mình đã xong bữa cơm thì lấy cái đôi đũa của mình gác ngang các bác, là người ta biết là mình đã xong bữa cơm. Hồi đó đó, kỹ nữa là người ta phải bắt cái lấy cái nước đó, ta tráng cái bát, rồi lấy cái nước đó uống cho không bỏ. Có một vị tổ sư ăn cơm xong rồi, tráng bát xong rồi, đem hất ở ngoài phí. Chiều hôm đó có ông thần hộ giới tới, ông quỳ, quỳ trước mặt. Rồi tại sao ông quỳ tôi? Nói nhà bạch hòa thượng,
Hòa thượng là người giữ giới tinh khiết, cho nên con là thần hộ giới, con đi theo con hộ giới hòa thượng. Và bữa nay hòa thượng sơ ý chuyện đó cho con quỳ cho con nhắc. Và từ đó hòa thượng không dám. Cho nên á, các vị thiện thần á, nó tùy theo mỗi cái phước thiện của mình làm mà thiện thần xuất hiện. Ví dụ như á, mình chuyên giữ giới thì có thần hộ giới. Mình chuyên bố thí sẽ có thần bố thí, có tác trợ cho mình. Mình muốn bố thí, khởi tâm bố thí, các vị thiện thần ta tìm cách ta đưa đẩy cái nhân duyên bố thí đó để đến cho mình bố thí. Có phải không? Cho nên á, Pháp Hòa nói chuông chùa vang một tiếng lắng đi bao ưu phiền, niệm lầm tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Nếu mà mình khởi một cái niệm lành, thiện thần chứng biết. Khởi một niệm ác, ác thần chứng biết. Mà nói nôm na theo người Việt là gì? Hai bên dây giác. Quý vị có nghe từ đó không? Hai bên dây giác. Khởi ác khởi thiện ta ghi. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, cái đoạn cuối á, nói khi mình sanh ra đó, có một ông thần cu sanh đi theo mình đó. Quý vị có ở đây có ai đọc kinh Dược Sư không? Trong đó có câu thần cu sanh đó. Cái chữ cu á, đúng là mình đọc là câu. Câu sanh tức là khi mình sanh ra có một ông thần cùng sanh với mình, gọi là câu sanh mà. Câu sanh đi cùng với mình thì ông thần đó là ai biết không? Đó là nghiệp của mình. Mình sanh ra thì ông thần nghiệp cũng đi theo mình. Rồi cuộc đời của mình là vui buồn khổ lụy gì gì đó là nó rõ ràng hết. Trời, kinh Dược Sư nó hay vô cùng, sâu sắc. Thôi chiều hôm nay mình nói nhiêu thôi, nói nữa liêm diêm. Pháp Hoài giải thích về đại chúng có hiểu ý không? Dạ. Thì thôi xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe buổi chiều hôm nay, và không biết Pháp Hoài cảm mới nói về đại chúng nghe có rõ không? Dạ. Thôi chúc cho quý vị tối nay ngủ ngon. Dạ. Ngày mai sáng mình 5 giờ thức chúng nha. Với đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chúc cho khỏe. Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng gửi lòng.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong khóa tu nhân mùa lễ Phật Đản. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hai ngày nay Pháp Hòa cảm và bữa nay đỡ nhiều. Nhưng mà vì còn sợ gió cho nên chưa dám ra. Pháp Hòa có nói với thầy trụ trì thôi buổi trưa chiều á cho Pháp Hòa ra bếp ngồi ăn với chúng, nhưng mà không có ra sân. Hy vọng là đến ngày Chủ nhật thì sức khỏe tốt để mà ra ngoài sân mà ngồi nói chuyện. Chứ nếu mà không thì Pháp Hòa còn một tuần lễ để đi sau chuyến này nữa thì nó hơi mệt. Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng là tại sao mình đi khóa tu. Là cái mục đích là mình khắc phục những cái thói quen thường lệ của mình. Hồi sáng Pháp Hòa có nói với một em, Pháp hỏi sao con đi tu có vui không? Đi tu có thấy quen không? Mình đi vô trong chùa mình tu thì ở nhà mình có tivi nè, mình có máy game nè, mình có laptop nè, mình có computer nè. Nói chung là mình sử dụng một cách thoải mái. Nhưng khi mình đi vào khóa tu rồi thì những cái đó mình giảm thiểu lại. Tức là một cái cách để làm sao chúng ta chế tiết lại những cái thói quen mà chúng ta thường sống mà hay bị nó lôi kéo mình. 30 năm trước mình không có cell phone, không sao. Mà sao bây giờ mình có cell phone rồi, một ngày mình vắng nó, mình cảm thấy nó thiếu thốn một cái gì dễ sợ. Ví dụ đi tới chỗ nào mà nó hết pin, cái là thôi đi vòng vòng kiếm cái chỗ đi chặt pin. Không, ở phi trường, Pháp Hòa ra ngoài phi trường á, Pháp Hòa thấy bây giờ mấy cái ổ điện á, họ không có làm convenient nữa. Hồi xưa nó rất là convenient, rất là tiện lợi, cái ghế đâu ổ điện đó, ghế đâu ổ điện đó. Bây giờ họ làm một cái bàn ở giữa, và ai muốn tới phải đứng ngay đó chặt. Rồi hết chỗ rồi đó là người ta la liệt ở trước những cái quán, những cái shop. Nói chung là có chỗ nào có ổ điện thì họ bất chấp. Thì không phải cái đó là không phải tội lỗi, nhưng mình thấy đó là mình sống theo cái nhu cầu. Và khi mà chúng ta tu á, là để chúng ta tiết chế những cái gì mà chúng ta tập có mà đôi lúc không có, của chúng ta có quen được không. Cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta cần tu. Để tu hành không có nói chuyện cao xa là mai mốt mình lên cực lạc Tây Phương mình ở, mà phải nói làm sao mình khắc phục được những cái mà thường nhật của chúng sanh mình. Đó là chỉ mới nói cái chuyện là vật chất, chưa nói cái chuyện người ta khen, người ta chê, người ta thế này thế kia mình. Vật chất là tự mình khống chế, tại mình tạo nó ra mà. Mình tạo mà. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ cái thời mình mới bắt đầu cái cell phone là cái phone nó nặng kình kịch. Rồi nút đồ còn thô lắm. Rồi mới đầu là cái pager nhắn máy vô thôi. Rồi từ từ đi lên tới cell phone rồi đủ kiểu hết. Cái đó không có gì trở ngại. Vì thời đại văn minh, người ta có thể suy nghĩ, người ta phát minh ra những cái gì tiện lợi cho con người dùng. Không sao. Nhưng mà cái quan trọng là con người mình phải sử dụng như thế nào. Mình ăn không có tội, nhưng mà ăn phí là có lỗi. Cho nên mình đi vô nhà hàng buffet á, ăn bao bụng, nói theo tiếng Việt Nam là ăn bao bụng, trả 12 đồng, 20 đồng, ăn tự do, ăn thoải mái, muốn ăn bao nhiêu ăn.
nhưng không được phí. Đó, cái cách của mình là phải như vậy, thì ở đây cũng vậy. Cho nên thường thường á, người Việt Nam mình mà khi có người thân mất á, mình hay để tang. Cái chữ tang nó phải thêm chữ kế nữa là phải tang chế, chứ không có nói tang không. Tôi đang có tang chế. Còn tang mà mình mặc trên, đội trên đầu, mặc trên người là kêu tang phục. Gia quyến mà đang có tang kêu tang gia. Nghi lễ mà cho cái đám tang tang lễ. Vậy thì trong khi gia đình mình có tang là tang gia. Cho nên ta đang báo, ta nói tang gia bối rối. Gia đình tôi đang có tang. Thì cái miếng khăn tang mình để trên đầu là tang chế. Tại sao kêu tang chế? Tang nó có nghĩa là mình đau buồn khi mình mất một người thân. Thì khi mình mất một người thân á, thì mình phải tập chế ngự. Cho nên trong vòng 49 ngày á, mình không có ăn mặc lè loẹt. Những cái màu sắc xanh đỏ mà mình hay đàn mặc á, như trong thời gian tang lễ, và đặc biệt là suốt 49 ngày cư tang. Khi mình giữ khăn tang chưa xả đó, thì cái khoảng thời gian đó gọi là cư tang. Ngày xưa Việt Nam gọi là 3 năm. 3 năm á, chứ thật sự là 2 năm thôi. Nhưng mà bởi vì khi mất là đã tính năm rồi. Cũng giống như mình vậy đó. Mình ở trong bụng mẹ 9 tháng tính 1 tuổi. Cho nên khi mà mình nói tuổi Tây 15 mà tuổi ta 16. Tại vì mình người Á Đông mình tính luôn 9 tháng ở trong bụng mẹ là coi như 1 tuổi. Cho nên mình tính tuổi là tính từ khi ở trong bụng mẹ, chứ không phải đợi sinh ra đời mới kêu 1 tuổi. Mà người Tây Phương họ sợ lắm. Họ sợ tuổi, nó hỏi tuổi. Ngày mai chưa tới ngày sinh nhật mà nói tuổi họ trước họ cũng không chịu nữa. Mà nó not yet tomorrow. Sợ già đến mức như vậy đó. À, thì ở đây mình nói tang chế, chữ chế nghĩa là mình chế phục. Thứ nhất về vật chất phải tiết chế là hết, không có lè loẹt, không có chưng diện trong thời gian. Ở đây bây giờ còn có 49 ngày, ngày xưa là phải trọn 3 năm, bây giờ là 49 ngày, thì chúng ta tránh đi, không đi ăn tiệc. Không đi ăn tiệc mà cũng không mời ai dự tiệc. Tại vì sao? Tại vì không có vui vẻ gì để mình phải tổ chức những cái tiệc đó. Mà thậm chí mình đi ta còn nói, ta nói trời ơi, ông bà cha mẹ gì đó mới mất mà sao họ thấy hơi dửng dưng, họ đi ăn tiệc đừng tỉnh queo vậy đó. Không, mà nếu cái người ta dị đoan á, người ta không thích mình tới nhà. Mình đang mang tang mình tới nhà người ta không thích. Thật sự ra nếu mà người ta không có chuyện gì thì thôi, mà lỡ gia đình ta có hữu sự, chuyện gì xảy ra ta đổ thừa mình. Cho nên tốt nhất là 49 ngày đó mình tiết chế cái chuyện đi lại, tham gia những tiệc tùng mà cũng như mời người tiệc tùng, rồi ăn mặc phải tiết chế. Đó là mình nói vật chất nha, quan hệ. Còn về vấn đề tinh thần trong gia đình là chúng ta phải tiết chế, không có gây gổ. Phải tiết chế những lời nói của mình để làm cho người thân mình mít lòng với nhau, gây gổ với nhau vì cái việc tang lễ của ông bà. Mà cái này thỉnh thoảng nó xảy ra trong những gia đình, vì mỗi người mỗi ý. Thành thử ra thường thường mình khi gia đình mà đông rồi thì mình phải cử một người ra đại diện cho gia đình lo vấn đề tang lễ, chi phí như thế nào, rồi sau đó chia đều cho các anh em. Để không thôi thì người nói nhiều nói ít thế này thế kia thì nó ảnh hưởng đến cái người thân của mình. Thì như vậy cái chữ chế đó là vậy. Cho nên ở trong nhà Phật á, cái vấn đề tu của mình là phải tiết chế. Tiết chế tức là mình phải canh chừng chuẩn mực như thế nào là được. Chứ Phật á, đặc biệt là Phật hiểu mình còn ở trong thế gian thì không thể nào tránh được những cái chi dùng ở trong thế gian. Giống như Phật dạy người tại gia chỉ giữ cái giới tà dâm thôi. Tức là một khi mình có gia đình rồi thì không sanh những cái tâm bất hạnh, bất chánh đối với những người khác.
cho nên dùng cái từ là tà hạnh, tức là cái hạnh nó bị lệch lạc, cái hạnh không đoan chánh. Chứ mình tu là vậy, tức là mình tiết chế, mình ở nhà mình ăn như thế này, mình ngủ như thế kia, giờ vô đây cái gì cũng tiết chế là hết. Thay vì thường thường ở tối 11 giờ đêm mình còn ăn thêm cái gì một chút rồi đi ngủ, giờ vô trong này rồi thì hình như không được. Muốn thì cũng được thôi, nhưng mà mình thấy đại chúng làm sao thôi mình cũng vậy đi ngủ. Cho nên vậy đó, nó tập cho mình vô cái khuôn cái khổ. Rồi mai mốt mình lỡ có đi tu thiệt, mình xuất gia thiệt á, mà mình quen mình không có bị khó khăn. Hay là bây giờ mình tập, cho nên đó, ở nhà mình cũng vậy, lâu lâu mình tập đi. Mình tập là mình tiết chế thử ngày hai ngày coi có sao không. Ví dụ bây giờ pin mình hết nè, mình muốn kiếm chỗ sạc pin mà bây giờ nó không có chỗ, thôi giờ turn off, tắt luôn cái cell phone, thử rồi ngày rồi tâm trạng mình như thế nào. Rồi có thỉnh thoảng xe mình hư hay ai mượn chưa trả, mình đi xe bus thử một bữa coi cái tâm trạng mình sao. Rồi lâu lâu mình đậu xe cho xa xa chút, đi bộ coi sao. Mình có cái thói là cứ kiếm chỗ gần không à, lái vòng 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 đi sao cũng được hết, mà kiếm cho thiệt là gần á để quẹo vô. Mà bình thường á thì mình nói tôi muốn đi tập đi bộ cho nó tiêu mỡ. À vậy mà đi shopping á, lựa chỗ nào gần mới đậu. Ôi chà, hên quá, sao mở đâu, chắc Phật độ. Đi mua đồ cho chùa chắc Phật độ. Có một chỗ trống quẹo vô đậu, ai nhờ thấy bản handicap. Dạ là đời không có gì dễ đâu, không có dễ ăn đâu. Cái gì mà ngon ngon mà trước mặt mình đâu có đợi tới phiên mình đâu, phải không? Chứ ngày xưa ngài A Nan đi với Phật, đi ngang một cái con đường ngay cái ngã tư mà nó quá trình là tiện lợi, một cái cây kia nó sai trái chín đỏ rực, không ai hái hết. Phật mới nói A Nan, tại sao cái cây này nó nằm ở bên đường tiện quá mà tao không hái, nó còn nằm nguyên vậy, chứng tỏ nó là cây độc. Cây độc người ta mới bỏ qua, chứ còn nếu mà nó là cây ăn được thì đâu tới phía mình, đúng không? Thành ra ở đời nhiều khi mình cái đó nó cho mình một cái quán chiếu. Cho mình tu theo Phật á là mình tu hai pháp. Một á là mình tu chỉ, tức là mình dừng. Dừng lâu lâu mình dừng lại những cái bình thường của mình coi. Rồi mình tập mình nhìn lại coi cái tâm trạng của mình nó như thế nào, cái cảm giác như thế nào. Hồi trưa Pháp Hòa nói với thầy Tịnh Mãn, mà nói con người của mình đó, chỉ có cảm thôi đó nha, cảm sốt thôi đó, mà người mình nó uể oải, mà nó cảm thấy mình không muốn gì nữa hết á, thì mình cảm tưởng cái lúc mình sắp chết nó ra làm sao. Những cái ngày hôm qua Hòa nằm á, lát nó nóng rồi lát nó khó chịu, mà nó mơ mơ màng màng vậy. Những lúc mình tỉnh, mình nằm, mình chập chờn vậy đó, thì mình quán chiếu, mình thấy chờ mình chỉ mới cảm sốt thôi mà vậy. Thì tưởng tượng cái con người mình mà lúc mà nó chết thì nó như thế nào nữa, nó còn hoàn hoại hơn như thế nữa. Chỉ tức là mình dừng. Cho nên người ta kêu tu thiền. Tu thiền là sao? Không phải ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ngày 2-3 tiếng đâu. Cái đó đúng, không có sao. Nhưng mà đúng cái nghĩa của chữ tu thiền là gì? Tu chỉ và tu quán. Mỗi giây phút, mỗi việc làm mình dừng lại, rồi mình nhìn vào đó, là tu thiền chứ gì đâu. Cho nên tu thiền không có gì đặc biệt hết á. Mà khi mình ngồi định tĩnh mình là mình ngồi thiền. Nhưng mà đôi khi mình ngồi mà không thiền, chỉ có ngồi thôi, ngồi cái xác, ngồi tréo chân vậy đó, mà cái tâm mình nó đi mất tiêu rồi, đâu có thiền. Cho tới kêu ngồi thiền mà đôi khi mình chỉ làm con chữ là ngồi mà không thiền. Đúng không? Đó. Cho nên nhiều khi á, mình á, tụng kinh, nhiều khi mình ngồi đó đó, tụng thì có mà kinh không vô. Ta thấy rõ ràng miệng mình đang tụng mà. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ mình tụng ngon lành mà, nhưng mà hình như kinh chữ nào đi theo chữ đó. Xong rồi là đi, mình hồi hướng hết rồi, không có giữ chữ gì nào lại. Cho nên tu thiền là vậy đó, mình ngồi ngày 2-3 giờ cũng được để mình định tĩnh cái tâm mình quán chiếu. Nhưng mà cái sâu sắc của tu thiền nghĩa là mỗi giây phút trong cuộc sống chúng ta dừng lại và chúng ta quán chiếu.
Người ta mới nói câu đó đó, mình vừa nổi sung mình lên, dừng lại, quán chiếu. Ủa hôm nay mình học, mình đi tu mà ta. Nói với người nhà, ông ở nhà ông lo cơm lo nước cho mấy đứa nhỏ, là tôi đi tu. Mình nói với người nhà là mình sẽ lo này kia tôi tu, nhưng mà vô trong này rồi mình tu được mấy giác đó. Thì những cái giây phút vậy cho mình dừng, mình quán, mình tuyên bố với người ta mình đi tu, mà vô này thiệt mình có tu không, hay là ai mới vừa chọc ghẹo gì mình, hay là làm trái ý mình rồi cái con giặc sân si đó nó nổi lên. Thật sự ra thầy tu bao nhiêu năm thì cái con đó nó cũng không tha đâu, nó cũng ở đó thôi, mà mình không có quán chiếu thì nó cũng vậy thôi. Cho nên ở trong cái bài Sám Sáu Căn có một câu: cửa không dù ở bao thì, phải không, mà động lòng sanh khởi thì tham thì vẫn tham. Cửa không tức là cửa chùa. Cửa chùa mình ở bao giờ, bao đời, bao giây phút gì đó không biết, nhưng mà mình không quán chiếu để chuyển hóa thì nó cũng còn khói đó. Cũng giống như cái cây gỗ mà không ai đục đẽo dùi mài gì thì nó không thành ra tượng Phật, thì một kiếp hay là nhiều năm thì nó cũng là một khúc gỗ. Ở trong bảy cái chúng đệ tử của Phật, quý vị nhớ là đạo Phật đệ tử của Phật có tất cả là bảy chúng, gồm có tỳ kheo ni, sa di ni, thức xoa là năm rồi phải không, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bảy chúng. Và chúng ta nói rộng là bảy chúng, rồi chúng ta mà nói gọn gàng mà nó có mấy cách gọn đó, mà gọn nhất là hai chúng: tại gia và xuất gia. Còn nếu nói rộng thì bảy chúng, còn nếu mà nói gọn là thành bốn chúng á, là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nhưng mà trên thực tế thì dù là bao nhiêu chúng, nhưng mà gom gọn là hai chúng thôi: xuất gia và tại gia. Thì xuất gia thì quý vị biết rồi, xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà bình thường mình đang sống; xuất phiền não gia là ra khỏi cái nhà phiền não của mình; xuất tam giới gia, ra khỏi cái nhà tam giới. Ra nhà thế tục dễ lắm. Bữa nay có người ở chùa được 2 hôm rồi đó, tức là ra khỏi nhà thế tục rồi đó. Nhưng mà mình ra được cái nhà đó, chưa chắc mình ra được cái nhà phiền não. Mình nói xuất gia là những người đã rời khỏi gia đình để sống cuộc đời tu sĩ. Tại gia là gì? Tại gia là những người còn ở nhà, những người chưa có thật sự rời khỏi gia đình. Nhưng mà người tại gia của Phật giáo đó có tu tập, có quy y Tam Bảo. Cho nên á, cái chữ cư sĩ tại gia đó, nếu mình nói phổ thông thì nói vậy đó, ai ở nhà là kêu tại gia hết đó. Nhưng mà nếu thật mà đúng nghĩa của chữ tại gia là phải có quy y. Cũng giống như mình xưng mình là Phật tử, thì nếu ai là thờ Phật thì đạo Phật thôi, nhưng mà có thể chưa chắc là Phật tử. Rồi trong cái Phật tử nó có nhiều dạng Phật tử nữa: Phật tử cảm tình, Phật tử lý trí, Phật tử tính tâm. Phật tử cảm tình là sao? Bạn tôi đi chùa rủ tôi đi, cái tôi đi theo. Tôi lên tôi thấy ông thầy đó, ông hiền lành, ông dễ thương quá, tôi có cảm tình tôi đi chùa. Đó, Phật tử vậy kêu Phật tử cảm tình. Tức là đi vì cảm tình thôi, chứ ông có thật sự chưa hiểu gì hết đó, nhưng mà có cảm tình. Nhưng mà cái cảm tình này á, không có sao hết, được chứ không sao, nhưng mà nó không bền. Rủi mà mai mốt mất cảm tình thì sao? Nghỉ, không đi.
Dạ đó, dạ không có sao hết. Phật tử cảm tình đi chùa cũng tốt thôi, nhưng mà nếu ở cái mặt vững chắc thì không vững, bởi vì đi theo cảm tình. Và chúng ta cần là Phật tử gì? Phật tử tín tâm. Tức là làm sao làm cho cái tâm của mình nó có cái tín tâm kiên cố. Phật tử tại gia có thể giữ hai cách giữ giới. Một là giữ năm giới, mà năm giới là giữ trọn đời. Hai là giữ bát quan trai giới. Bát quan trai giới là giữ giới này một ngày một đêm. Ở đây có ai đi thọ bát quan trai chưa? Một ngày đó mình lên chùa mình giữ 8 giới của một người xuất gia, ngày đêm thôi. Cho nên lúc mà quý thầy phục nguyện thì mình hay phục nguyện là một ngày một đêm, nhất nhật nhất dạ. Nhất nhật là một ngày, nhất dạ là một đêm. Nhất nhật nhất dạ, một ngày một đêm mình giữ 8 giới. Ngày xưa trong hàng đệ tử Phật á, có nhiều vị cư sĩ rất là giỏi. Mà cư sĩ mà quý vị thường nghe nhất, nổi tiếng nhất, ai Phật tử nào có tụng kinh cũng biết hết là cư sĩ tên gì? Cấp Cô Độc, phải không? Cư sĩ Cấp Cô Độc. Rồi kế đến là có cư sĩ Duy Ma Cật, vân vân. Thì bên nữ cũng có, bên nam cũng có những vị rất là giỏi. Ngày hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu với quý vị một cư sĩ mà quý vị trân trọng. Ông cư sĩ này tên là Út Già. Út Già là âm từ tiếng Phạn, chứ không phải ông này ông tên ông già này ông tên Út. Không? Quý vị nhớ là khi mà những cái từ tiếng Phạn á, chúng ta gọi là dịch âm, chứ chưa có dịch nghĩa. Dịch nó có hai cách dịch. Một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Ví dụ như là Siddhartha là tên của thái tử đó, Siddhartha, thì mình mới âm là Tất Đạt Đa. Đó gọi là dịch, dịch âm. Rồi khi mà người ta dịch nghĩa ra là người không sầu lo, mới gọi là dịch nghĩa. Sakyamuni, mình âm là Thích Ca Mâu Ni. Nó gọi là dịch, dịch âm. Dịch nghĩa là Năng Nhân Tịch Mặc. Buddha là tiếng Phạn, mình âm là Phật Đà. Dịch nghĩa là giác giả, người giác ngộ. Cho nên trong những danh từ Phật học, chúng ta đọc vô chúng ta biết cái nào là dịch âm, cái nào là dịch nghĩa. Ví dụ như Asoka là tiếng Phạn, rồi mình mới âm lại là vô ưu. Mình mới dịch là vô ưu. Vô ưu là không có sầu lo. Thì bây giờ cái ông Út Già trưởng giả này, nguyên ông là tiếng Phạn mà mình mới âm là Út Già. Rồi có nhiều khi mình học hiểu, mình dịch giảng cái chữ này ra, mình nói Út có nghĩa là nhỏ, thấy không? Út mà già hoặc là nước Út. Già có nghĩa là không trẻ. Ông già tên Út. Không phải vậy. Thí dụ như, như chữ Malaysia, mình mới âm là Mã Lai Á, thì không thể dịch cái chữ Mã là ngựa, Lai là giống, Á là câm. Giống con ngựa câm kêu Mã Lai Á, đâu dịch vậy được. Hiểu không? Mã Lai Á là tại mình âm từ cái chữ Malaysia, mình âm là Mã Lai Á.
Thì bây giờ á, ông Út già trưởng giả, thời của Phật á, có những vị chúng ta gọi là trưởng giả. Thí dụ như trưởng giả Cấp Cô Độc, trưởng giả Duy Ma Cật, trưởng giả Út già. Trưởng giả có mấy nghĩa? Trưởng giả có ba nghĩa. Ai hội đủ ba điều kiện thì người này là trưởng giả. Thứ nhất, lớn tuổi. Thứ hai, giàu có. Thứ ba là đức hạnh. Có nhiều khi người ta hội đủ ba điều kiện: giàu, có tuổi, khiêm cung, đó trưởng giả. Lớn tuổi, giàu có mà khinh người, thiếu cái chất của trưởng giả. Cái nghĩa trưởng giả nó chưa đủ. Trưởng giả có nghĩa là như vậy đó. Có nhiều người người ta giàu, nhưng mà người ta không có biết lân mẫn với người khác, thì trên hình tướng của nghĩa thì ông đó trưởng giả, nhưng mà không trọn nghĩa của cái chữ trưởng giả. Người trọn vẹn của chữ trưởng giả là lớn tuổi, giàu có và có đức hạnh. Thì ngày xưa mà khi Phật gọi các ông này là trưởng giả thì chúng ta phải hiểu rằng những vị này là những người cư sĩ giàu có, lớn tuổi mà có đức hạnh mà chúng ta cần nói theo. Thì ông này ông mới đến, ông thăm Phật và ông đưa ra một câu hỏi. Thì xin thưa đại chúng, dĩ nhiên là những cư sĩ này là phải quy tâm bảo hết rồi, cũng giống như mình bây giờ vậy, đã quy tâm bảo hết rồi. Nhưng mà ngày xưa không có pháp danh. Ngày xưa không có pháp danh. Hồi xưa các thầy đi tu á, đi vô chùa tu tên gì là gọi tên đó, chứ không có đặt pháp danh. Pháp danh là sau này mình ảnh hưởng Trung Quốc, mình ảnh hưởng Trung Quốc mới có chuyện đặt pháp danh, chứ hồi xưa không có pháp danh. Mà ngày xưa trước nữa đó là người ta gọi tên thôi. Mà hễ mà ai mà trùng tên đó thì người ta gọi cái làng, cái xã của cái người đó. Phong vào ví dụ. Ví dụ như là quý vị biết tổ Maha Ca Diếp đúng không? Đại đệ tử lớn của Phật, tổ Ca Diếp. Nhưng mà vị Ca Diếp đó mà già lớn tuổi trong đại chúng là trưởng lão đó, thì chúng ta gọi là Đại Ca Diếp hay là trưởng lão Ca Diếp. Nhưng mà bây giờ Ca Diếp đệ tử Phật nhiều vị trùng tên quá, thì giờ làm sao để phân biệt Ca Diếp gì? Thì mới lấy cái làng của mỗi một người sống đó đặt vô. Ví dụ như có một vị Ca Diếp tên là, ở cái làng tên là Già Gia, cho nên chúng ta gọi là Già Gia Ca Diếp. Rồi có một vị Ca Diếp nữa ở trong một cái làng tên là U Lâu Tần Loa, cho nên chúng ta gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Hồi trưa này ai tụng kinh Pháp Hoa, có mấy ông đó trong đó hết đó. Già Gia Ca Diếp, U Lâu Tần Loa Ca Diếp có trong kinh đó. Thì Pháp Hòa mới nói một chút vậy để chúng để hiểu là thời Phật không có đặt pháp danh. Sau này mình mới có pháp danh. Rồi cái chữ thích mà quý thầy dùng bây giờ đó cũng của Trung Quốc, chứ ở thời Phật không có chữ thích. Ngài Đạo An, ngài Đạo An mới đề xướng ra cái chuyện là dùng chữ thích. Chứ hồi xưa không có dùng chữ thích. Lấy cái họ mình ráp vô. Sau khi mà mình quy y rồi, mình có ví dụ như xuất gia rồi, mình có pháp danh rồi, cái mình hay ráp cái họ mình vô để mình có cái tên vậy đó. Và sau này ngài Đạo An ngài mới đề nghị là chúng ta đều là con cháu của Phật Thích Ca hết, thì thôi mình nhận mình là dòng giống họ Thích, cho nên mình mới lấy chữ Thích vô. Nhưng mà đặc biệt cái chữ Thích này á, chỉ có A Đông xài thôi. Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản có xài. Nam truyền cũng không có xài. Bên Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan không có xài. Rồi bà nói dài dòng vậy đó để cho
nói thêm chi tiết, mà những cái chi tiết này nó Phật tử cũng cần biết, để mà khi mà ai hỏi mình á thì mình biết mình dễ thật. Chứ cái gì mình cũng nói tôi có biết đâu, đi chùa biết vô lại Phật rồi đi về thôi, muốn gì lên hỏi thầy không được, phải không? Thì ông trưởng giả Út già này á, có thể ông là một người đã hiểu Phật pháp rất sâu, nhưng mà ông muốn nêu lên vài câu hỏi để tạo cái duyên cớ cho Đức Phật nói pháp. Thưa đại chúng, là ở trong kinh Phật á, chúng ta có những cái cách để chúng ta phân biệt kinh. Khi nào mà kinh mà Phật tự nói á, thì cái đó gọi là tự thuyết, không có ai hỏi chứ, tự nhiên Phật kêu Phật nói thì gọi cái dạng kinh như vậy gọi là kinh tự thuyết. Nhưng mà có một nhân duyên gì xảy ra thì chúng ta gọi là nhân duyên. Thì ông cư sĩ này, ông cái bài kinh này á, Phá Hoà trích ở trong một cái bộ kinh lớn gọi kinh Đại Bảo Tích. Mà Phá Hoà nhớ là lần trước Phá Hoà về đây, Phá Hoà cũng nói kinh Đại Bảo Tích, nhưng mà ở một cái phẩm khác. Hôm nay mình học một phẩm khác. Vì kinh Đại Bảo Tích đó, nó nhiều phẩm lắm, mà trong mỗi một phẩm như vậy là một vấn đề. Mỗi một phẩm như vậy là một vấn đề, mỗi một phẩm là mỗi một cái câu chuyện nó khác nhau. Thì cái phẩm này tên là Út Già Trưởng Giả. Kinh dài lắm, Pháp Hòa lược, không có đọc mấy cái phần mở đầu rồi ở đâu vậy đó, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói cái câu hỏi đầu tiên của ông hỏi Phật. Xin Đức Thế Tôn diễn nói chỗ giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát. Bởi vì với cái nhìn của Phật giáo đó, ai cũng là Bồ Tát hết, không ai là phàm phu đâu. Mà chính Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài cũng nói một câu như thế này: phải xem tất cả là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Để làm chi? Để sanh cái tâm khiêm cung. Chứ bây giờ nếu mà mình coi ai cũng phàm phu hết, mình là Bồ Tát thì gì? Mà trong mắt mình không có người nào hết. Cho nên mình phải tập là nhìn tất cả mọi người là Bồ Tát. Thì trong Phật giáo chúng ta ai làm việc gì cũng là Bồ Tát hết. Giống như hai ngày nay Pháp Hòa bệnh, bao nhiêu bàn tay Bồ Tát, Bồ Tát cho nước chanh, rồi Bồ Tát cho thuốc tàu, Bồ Tát cho thuốc tán, Bồ Tát cho đủ thứ hết. Thầy trụ trì ông nói trời uống vậy sao mà ai đưa gì cũng uống vậy. Pháp Hòa mới nói bởi vậy á, thầy viện chủ ở bên Trúc Lâm thầy nói rồi, thầy nói có ngày hết bệnh thì cũng không biết thuốc gì mà nó hết, nhưng mà rủi mà nó có chết thì cũng biết thuốc gì rồi. Ví dụ như là ví dụ bây giờ trong nhà mình có con kiến nó bò vô, bây giờ mình nó muốn sát sanh á, trước khi mình diệt họ mình phải nói cho họ biết để họ dời chỗ. Mình nói các vị Bồ Tát kiến, các vị từ đâu đến thì xin các vị hãy từ đó mà đi. Tôi không muốn sát hại quý vị, nhưng nếu mà 3 ngày nữa mà quý vị chưa dời chỗ thì chừng đó tôi phải có lỗi với quý vị. Phải họ gọi họ Bồ Tát ạ. Còn nếu mà lỡ nhà mình có tí, các vị Bồ Tát tí, xin các vị đừng có. Mà cái điều này nó có thật á. Ở quý vị biết ở Canada đó, nó có một cái vùng ấm thôi. Toàn bộ nước Canada là phần lớn là chỗ nào cũng lạnh hết. Chỉ có một cái tỉnh bang ấm đó, không có tuyết đó, là tỉnh bang British Columbia, mà chúng ta gọi tắt là tỉnh bang BC. Thì cái vùng đó người ta trồng vườn, trồng trái đồ được. Thì có một Phật tử có 25 mẫu đất trồng trái blueberry. Thì chuột á,
cứ khoét khoét từng lỗ một lỗ ăn vậy đó. Thì con ông quyết định mua thuốc về chuột, thuốc chuột. Ông nói thôi bây giờ mấy con cho ba ra, ba nói vài câu. Ông ra ông nói gia đình tôi sống nhờ cái mảnh đất này mà các vị Bồ Tát chuột Tý, ông Tý Bà làm như vậy thì chúng tôi không có sinh sống được. Bây giờ con tôi nó buồn lắm, nó muốn đem thuốc tới nó diệt quý vị. Thôi bây giờ tôi báo cho quý vị biết, quý vị nên rời chỗ này. Nói xong rồi từ đó về sau không có hề hấn gì nữa ở bên Vancouver. Bữa phố Hòa ghé thăm miếng đất, quý vị mới kể Hòa nghe. Còn ở bên Cali nhiều kiến lắm. Mấy Phật tử nhà nào có kiến nói vậy đi hết trơn. Mình phải nói, phải nói khơi khơi nói đâu. Mình phải vận dụng cái tâm của mình, tại vì lúc đó là tâm tâm nó giao cảm. Cho nên cái chỗ cảm ứng là cái chỗ giao cảm giữa tâm với tâm, chứ không phải mình nói khơi khơi được. Thì cái ông trưởng giả này, ông nói Bồ Tát tại gia, xin Đức Thế Tôn hãy diễn nói cái giới đức của Bồ Tát tại gia. Dù quý vị chưa là những người thọ Bồ Tát giới, nhưng trên thực tế quý vị vẫn là những Bồ Tát. Tại sao? Tại vì quý vị đã đưa cánh tay mình rộng hơn, không phải lo cho gia đình mình, mà mình còn thương nghĩ đến chúng sanh. Cho nên mình mới đến chùa mình hộ trì tam bảo. Mình nghe tổ chức khóa tu, mình tình nguyện mình nấu ăn cho đại chúng. Mình đã đưa cánh tay mình rộng lên để mình hộ pháp. Thì cái chữ giới đức nghĩa là gì? Thường thường á, những người nào mà người ta có giới luật và có pháp môn tu thì cái đó gọi là giới đức. Thí dụ mình gặp một cái vị thầy, mình nói ồ, cái vị thầy đó giới đức trang nghiêm lắm. Thì có nghĩa là mình muốn nói á, thầy này vừa giữ giới mà vừa tu tập những cái pháp môn tu tập rất sâu sắc. Cho mình thường thường trong nhà đạo mình khen một vị nào có giới đức á, là mình khen vậy đó, khen hai phần. Về vấn đề tu giới và về vấn đề thực tập pháp môn. Thì ông trưởng giả, ông hỏi Đức Phật, xin Đức Thế Tôn diễn nói chỗ giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát. Thế nào là tại gia Bồ Tát ở bậc tại gia? Đức Như Lai truyền giải, tùy thuận tu hành, chẳng tổn hoại pháp trợ Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật mới nói, lành thai, này Út Già trưởng giả, như lời ông hỏi là chỗ phải làm của các ông. Các ông lắng nghe khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì các ông mà nói chỗ trụ học được công hạnh thù thắng của các Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Khi mà hỏi xong thì trước khi Phật trả lời, Phật phải khen cái đó. Lành thai, ông khéo hỏi, bây giờ tôi sắp nói, ông hãy lắng nghe. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đem công đức tam bảo ấy hồi hướng đạo chánh chơn vô thượng. Nghe thì đơn giản phải không? Tức là ai mà nhận mình là bà tại gia Bồ Tát á, thì người này phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, gọi là quy y tam bảo. Theo cái nghĩa thông thường, quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta quay về, chúng ta nương tựa. Nhưng ở thế gian thì chúng ta nương tựa ai? Vợ chồng, cha mẹ, anh em, bà con quyến thuộc. Nhưng mà những cái nương tựa đó không có giúp cho chúng ta hết khổ, mà đôi khi còn sanh phiền não nữa. Bây giờ mình nương tựa vào ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng.
Quý vị muốn hiểu nghĩa của Tam Bảo đó, hôm nào về tìm lại cái bài Pháp Hòa nói chuyện đó, Tam Bảo Thù Thắng. Pháp Hòa mới giải thích nghĩa của chữ Tam Bảo. Bây giờ ở đây mình không có mất thì giờ nữa, nhưng mà Tam Bảo nó quý báu như vậy, cho nên mình nương tựa. Tam Bảo có ba bậc: thế gian trụ trì Tam Bảo, là thứ nhất là thế gian trụ trì Phật Bảo, là tượng Phật nè. Đây là thế gian trụ trì Phật Bảo. Quyển kinh đó gọi là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Quý thầy đang sống hiện tại đây với quý vị là thế gian trụ trì Tăng Bảo. À, gồm chung ba này là thế gian trụ trì Tam Bảo. Rồi bây giờ mình nâng lên bậc xuất thế gian Phật Bảo, như là những đức Phật đã có xuất hiện và đã tu hành, như là Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Xuất thế gian Pháp Bảo là những quyển kinh Đại Thừa giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ. Xuất thế gian Tăng Bảo là những bậc như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, có thật mà, nhưng mà những vị đó xuất thế gian, tức là người ta siêu việt những cái thế gian. Còn hiện tại đây, cái quyển kinh mình còn đang cầm sờ đây, tất cả kinh sách mà chúng ta còn thấy trong giấy trong chữ là thế gian trụ trì Pháp Bảo thôi, còn chứa đựng gì trong đó chưa biết. Là bậc thứ hai rồi, cái đó gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Bây giờ mình nâng lên bậc nữa, đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo có nghĩa là mình với Phật đồng một cái bản giác, là đồng thể Phật Bảo. Phật có từ bi trí tuệ, mình cũng có từ bi trí tuệ Pháp Bảo. Phật cũng có cái bản tánh hài hòa, hòa thuận, chúng ta cũng thế. Cái đó là đồng thể Tam Bảo. Nhưng mà ở trong này á, Đức Phật không có nói cái chuyện quy Tam Bảo thường đâu. Giống như hỏi Phật tử quy chưa? Dạ quy rồi. Pháp danh gì? Nó pháp danh vậy kêu quy. Cái đó là bình thường, không có nói. Trong kinh này không nói cái đoạn đó. Ở chỗ này Đức Phật muốn nói siêu hơn chút. Đây bây giờ Đức Phật giải thích thế nào gọi là quy Phật. Này, thế nào là Bồ Tát tại gia quy Phật? Là vị Bồ Tát này phải nghĩ như thế này nè: tôi muốn được thành thân Phật, đủ 32 tướng trang nghiêm, nắm lấy căn lành ấy, tập hợp 32 tướng đại trượng phu, vì tập hợp mà siêng tu hành tinh tấn, đây gọi là quy y Phật. Tức là mình phải đưa cái chí hướng mình lên là mình muốn thành Phật, chứ không phải là lại Phật rồi nói con xin nhận Ngài làm thầy Phật của con. Cái đó được, nhưng mà cái bước đầu. Nhớ đây, Bồ Tát tại gia phải phát cái nguyện quy y Phật, nghĩa là con muốn được làm Phật, con muốn thành tựu được 32 tướng trang nghiêm của Phật, học cái đó, nắm cái đó, rồi tu cái đó để mình thành cái đó. Bây giờ có một ví dụ. Ở trong kinh nói á, 32 tướng của Phật á, là do Phật tu 32 cái nhân mà mới được 32 cái quả tốt. Mình muốn được một cái nhân nào mình tập cái đó. Bây giờ ví dụ như là lòng bàn chân của mình là lõm đúng không? Lõm vô chút ở dưới, lõm chút. Nhưng mà lòng bàn chân của Phật là bằng, không có lõm. Thì trong kinh mới nói người mà được cái nhân, được cái quả đời này mà cái bàn chân bằng vậy đó, là do người này đời trước sống chân thật, không vui dối. Thì muốn được bàn chân bằng thì sống chân thật. Còn mình thì chân cũng có mà thật thì hơi hơi, chứ chưa phải thật, thật chưa thật.
Ví dụ thôi, chút xíu nhỏ nhỏ thôi, cho vui. Ông xã thì không cho mua nhiều, mình thì có cái tật thích mua, mà mua về không dám nói giá. Nói giá ông la làm sao? Mua 20 cũng hỏi nhiêu vậy nó sale. Có tội lỗi gì đâu, nhưng mà một chút đó thôi. Rồi ví dụ như bây giờ mình người ta quy định người ta cho mua limit mà đồ sale người ta cho 4 à. Mình đi ra mình giác 4, lát mình đi vô giác 4, ra giác 4, vô giác 4. Đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà để chứng minh, để chứng minh cái thật và cái không thật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, 32 tướng của Phật không phải tự nhiên mà thành, mà 32 tướng đó là do cái nhân tu mà được. Nhân tu mà được. Ví dụ như là nước bọt của Phật là thơm, còn mình là phải ngậm đủ thứ hết nó mới tạm thơm. Tại sao? Tại vì Phật không có nói dối, Phật luôn nói lời chân thật. Cho nên lưỡi của Phật mà đưa ra đó là cong lên là có thể đụng chóp mũi. Còn mình bây giờ bình thường đâu muốn, nó còn xỏ thêm mấy hột để nó le lưỡi, nó thấy nó có lúc lắc được trong đó. Đó, cho nên là bây giờ á, mình phải cầu cái tướng đó. Con muốn được làm Phật. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong, tự quy y Phật. Tự con quy y Đức Phật nằm ở trong con này. Tự quy Phật cầu cho chúng sanh hiểu rõ được đạo lành, cho nên phát lòng vô thượng. Khi nào mình phát được cái lòng vô thượng là chừng đó mình đã quy y Phật. Cho nên trong này Đức Phật nói không phải là cái chuyện bình thường đấy. Phải Bồ Tát tại gia là phải quy Tam Bảo. Hỏi quy chưa? Nói dạ con quy rồi, kêu tâm Phật tử. Ở đây Đức Phật muốn nói sâu một chút. Không phải chỉ quy không, mà phải muốn cái đó. Không phải nói thôi bây giờ con ráng tu, mai mốt Phật cho con nắm chéo áo Phật, con lên trển, con quét bụi cho Phật cũng được. Hay là Phật sai vặt con cũng được. Phật đâu có muốn vậy. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy Pháp? Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp. Vì Pháp, muốn Pháp, ưa Pháp. Rất ưa trợ Pháp, trụ Pháp, trì Pháp, hộ Pháp. Ở vững nơi Pháp, ca ngợi nơi Pháp, trụ nơi Pháp hạnh, tăng thêm Pháp, cầu được Pháp, dùng Pháp làm sức mạnh, dùng Pháp làm khí trượng, chỉ có Pháp là công vụ. Tôi thành vô thượng Bồ Đề rồi, sẽ đem chánh Pháp bình đẳng ban cho tất cả chúng sanh trời người. Đây gọi là quy y Pháp. Vậy thì mình nói con xin quy y Pháp để trở thành Phật tử đó. Cái nghĩa đó là nghĩa sơ cơ bản. Bây giờ Đức Phật muốn mình quy pháp như thế này. Bồ Tát này phải cung kính Pháp và người thuyết Pháp. Cho nên người ta phân chia ra thuyết Pháp cũng có nhiều loại, nhiều hạng. Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, thanh văn thuyết, phàm phu thuyết. Cho nên ai cũng là những người đang thuyết pháp, nhưng mỗi người ta thuyết một kiểu. Có nhiều người á, gặp mình là nói móc. Người đó ở trên cái nhân là người ta gieo xấu, nhưng mà thật sự nếu mình dưới cái nhìn của Bồ Tát là người ta đang thuyết pháp. Tại người ta đang cho mình cái bài học nhẫn nhục. Vì muốn ở đây thì không nói, ở đây muốn nói rằng người nào mà nói pháp cho mình nghe mình phải kính. Cho nên Pháp Hòa nhớ một đoạn trong kinh, có một con chó đó, mà nó con chó ghẻ đó, mà nó lên thuyết pháp mà người ta phải trải tòa cho nó ngồi đó. Tại vì nó nói pháp. Bồ Tát này cung kính pháp và người thuyết pháp. Vì pháp, muốn ưa pháp, rất ưa trợ pháp. Trợ pháp là sao? Tức là mình trợ lực cho Phật pháp được lưu truyền.
Giống như bây giờ đó, mình hay hùng vô mình mua dĩa mình sang băng, mình phổ biến cho mọi người ta nghe. Người nào mà ta không có phương tiện lên internet thì người ta thỉnh cái dĩa về người ta nghe. Cái đó gọi là trợ pháp. Có một cô Phật tử ở bên Mỹ này nè, cô lên lịch trình mà cô xem Pháp Hòa sắp sửa đi tới đâu giảng á, là cô ở nhà cô làm thùng băng, cô gửi tới cái địa chỉ cái chùa đó trước. Cô mong là có thể đem một ít băng dĩa đó phổ biến cho Phật tử ở vùng đó. Pháp Hòa về kỳ này cô cũng gửi thùng trước mà qua đâu hay. Mà hãy Pháp, mà mỗi một lần mà cổ gửi tới trong đó có một gói nhỏ nhỏ gạo lứt rang ngâm vô trong bình thủy rồi uống á, chỉ cần người ta cầm cái bịch tới lên ở ngoài cái bịch tới nói nhờ chuyển đến thầy Pháp Hòa đó, thì mỗi lần mà người ta bưng cái bịch tới lên và thấy là quý cổ rồi đó. À, cái đó gọi là trợ pháp. Cho nên mình quy y pháp á, chưa đủ, mình phải làm gì cho pháp này được lưu truyền. Chúng ta gọi là hoằng dương Phật pháp. Chữ hoằng là gì? Hoằng nghĩa là rộng, dương nghĩa là đưa cao. Làm cho Phật pháp rộng mà cao lên thì gọi là hoằng dương. Thí dụ như ở Việt Nam mình có cái chùa Hoằng Pháp. Đó, tức là làm sao cho Phật pháp rộng rãi ra bên ngoài kêu là Hoằng Pháp. Rồi bây giờ mình mà đi mình truyền bá rộng rãi kêu là Hoằng truyền. Rồi mình đưa cao lên cho mọi người đều được có thể thấy, bởi vì rộng chưa đủ mà phải đưa đưa cao cho người ta thấy. Đưa dương cao lên. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, có một cái đoạn là treo phan để mà cầu cho mình trường thọ đó. Cái phan đó là gì? Tụi đưa cao cái giới đức của mình lên. Rất ưa trợ pháp. Bây giờ có nó ba chỗ nè: trụ pháp, trì pháp, hộ pháp. Ở trong pháp gọi là trụ trong pháp. Trì pháp tức là giữ pháp. Hộ pháp tức là hỗ trợ. Cho nên mình mới có cái danh từ là trụ trì đó. Trụ là gì? Trụ là ở, trì là giữ. Ở yên, chữ trụ này là ở yên nha. Ở yên một chỗ rồi duy trì mạng mạch Phật pháp ở chỗ đó, vùng đó kêu là trụ trì. Cho nên cái trách nhiệm của vị trụ trì á là ở yên và làm cho Phật pháp được lan rộng. Trụ pháp, trì pháp, hộ pháp. Ở đây Phật tử đều là hộ pháp hết á. Tại vì mình tới mình hộ, hộ cho Phật pháp. Như mỗi người hộ một cách. Người không biết nấu ăn nhưng mà biết dọn dẹp. Người không biết dọn dẹp thì làm việc khác. Ở vững nơi pháp, ca ngợi nơi pháp, trụ nơi pháp hạnh. Pháp á, nói cho đủ là Phật pháp. Pháp thì có nhiều lắm. Trên thế gian này có nhiều pháp lắm. Bởi vì pháp là the way, the path, là con đường. Mà mình đi trật pháp cái là mình tới chỗ sai. Cho nên mình phải nói rõ là Phật pháp. Dùng pháp làm khí trượng. Khí trượng là gì? Tức là cái khí giới để mà chúng ta giữ vững được bản chất của mình. Đó, ngài Địa Tạng cầm nè. Quý vị thấy cái cây Địa Tạng Bồ Tát cầm đó. Cái cây đó gọi là cây tích trượng. Tích là sắt. Trượng là gậy. Tích trượng là gậy sắt.
Nhưng mà cái cây gậy sắt đó đó nó tượng trưng cho cái ý chí của mình phải kiên cường, phải vững mạnh. Chơi Bồ Tát là muốn đi vào địa ngục á, cho nên Bồ Tát Địa Tạng là vô địa ngục. Thì Bồ Tát này là nguyện địa ngục mà chưa hết chúng sanh khổ thì tôi không làm Phật. Và sở dĩ ngài, tại sao chính ngài nguyện như vậy, cho nên ngài mới, cái hình tướng của ngài là cạo đầu mặc y, tượng trưng cho giải thoát xuất trần. Quý vị để ý các Bồ Tát khác, rồi Bồ Tát nào cũng có tóc, đeo chuỗi anh lạc, phải không? Mặc áo quần đẹp. Có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng người xuất gia, cạo đầu mặc y. Cái tướng cạo đầu mặc y là tượng trưng cho người giải thoát. Chỉ có người giải thoát mới đủ khả năng vô địa ngục. Và người đó phải có đủ hai cái pháp bảo trong tay. Một là phải kiên trì là tích trưởng, hai là phải sáng rõ là minh châu. Cho nên tay trái cầm minh châu, tay phải cầm tích trưởng. Mình phải dùng pháp làm khí trượng, là lấy Phật pháp ra để làm cái khí giới, để mà chấn giữ các cái phiền não của mình. Ví dụ như là người ta khen mình, có mấy ngày sau người ta che, thì tự nhiên mình có một câu này ra để mình nhắc mình nè. Từ xưa đến nay, trên cõi đời này, chưa người nào hoàn toàn được khen, mà cũng chưa người nào hoàn toàn được chê. Ở trong Kinh Pháp Cú nói câu đó. Thì mình nhớ cái câu đó để nó làm khí trượng cho mình. Cho nên á, mình nhớ Phật Pháp, mình nhớ kinh nhiều nó lợi lắm. Tại vì nó sẽ giúp cho mình những cái giây phút mà mình bị phiền muộn, thì cái câu đó nó đi ra nó giúp mình. Giận quá muốn vô chùa hết ngày rồi, mà giờ tối rồi ở đâu ta? Ước gì chùa cho mình ở ha, mà không muốn gặp ổng. Cái mình nhớ một câu là có ngày không muốn, có khi không muốn nhìn thấy mặt, cả ngày không nói với nhau. Nhớ câu đó, tự nhiên đúng quá rồi. Phật tổ quở mình, giận lên cho không muốn thấy mặt, không nói với nhau. Chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Gây nên nội kết dài lâu. Hồi nãy mình vô chùa mình tụng ào ào vậy đó. Hôm nay con cúi đầu sám hối, ăn năn khẩn thiết cúi đầu, ước gì trời khoan tối. Giờ không muốn đi về. Nhớ câu đó. Cho nên lấy cái pháp đó, dùng cái pháp đó để làm khí trượng. Chỉ có pháp là công vụ. Tức là chỉ có pháp mới có khả năng chuyển hóa mình. Tôi thành vô thượng bồ đề rồi sẽ đem chánh pháp bình đẳng ban cho tất cả chúng sanh. Cái đó gọi là quy y pháp. Như vậy, cái nghĩa sâu sắc mà Đức Phật muốn dạy cho út già trưởng giả và cho tất cả chúng ta không phải chỉ là cái lễ quy y, nó còn xin quy pháp, mà phải quy cái kiểu này. Tại sao? Tại vì mình đã bước lên một cái bước nữa rồi. Hồi mình còn là tại gia, mình mới bắt đầu vô tu á, mình quy vậy đó, mình quy chữ nghĩa vậy đó. Vô quỳ xuống, thầy nói sao mình nói vậy, rồi thầy cho cái pháp danh đó là quy y bài bản. Nhưng mà bây giờ thời gian sâu rồi, sao rồi, bắt đầu mình phải nâng cấp. Bây giờ quy y tăng. Bồ Tát này thấy bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn và cùng phàm phu, thấy người thanh văn thừa thải điều kính thuận mau tiếp rước, lời tốt tiếng hay đi nhiễu cung phả kính, phải tự nghĩ rằng lúc chúng tôi được đạo chánh chân vô thượng, vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp, dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong ấy, đây gọi là quy tăng. Quy tăng á,
Cái nghĩa mà quý vị thường được học á, quý thầy thường nhắc á, khi mà thầy truyền giới cho mình á, mà mình thường nhận là sư phụ của mình á, hoặc giống cái danh từ mà nghe nó văn chương trong bài bản là bổn sư truyền giới. Bổn sư là thầy của tôi. Cho nên mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, hai cái chữ bổn sư là mình thêm vô. Chứ còn nguyên tên của Phật chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, nhưng mà mình sợ người ta dành, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư là nói My Teacher, chứ không có ai hết trơn. My Teacher chứ bổn sư. Cho nên giờ mình gặp một thầy nào đó gặp mình thấy, ủa Phật tử quy chưa, nói dạ con quy rồi, hỏi pháp danh gì, nói tên đó, cái hỏi bổn sư là ai, ông thầy truyền giới. Nhưng mà mình nếu mình chỉ nhận một thầy đó thôi là mình chưa đúng. Và mình phải biết rằng trong 10 phương tăng, thầy nào có sự tu hành thì đều là tăng để mình kính lai hết. Trong này nói nè, Bồ Tát này thấy bở bốn bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn là bốn quả thánh chứ gì, thậm chí cùng phàm phu thấy thanh văn, tức là những bậc mới có vào đạo đó, cũng phải cung kính. Tuy nhiên cung kính nhưng mà không theo. Phải qua ví dụ, giờ mình thấy có một vị thầy nào đó đối với mình là mình chưa chấm điểm á, nhưng mà không sao, cái chuyện mình không chấm điểm, mình không theo cũng không thành, nhưng mà mình phải cúi. Bởi vì khi mình chắp tay mình xá chào cái thầy đó đó, không phải là mình xá chào cái người thầy đó, mà mình đang xá chào cái Phật tánh ở trong cái vị đó, chứ không phải cái hình tướng của cái vị đó. Cho nên bây giờ ví dụ mình gặp một thầy nào nhỏ tuổi hơn mình, mình đáng tuổi ông bà luôn, mà tại sao mình phải xá, rồi tại sao mình phải xưng con, mình thấy khó chịu lắm. Nhưng mà thật sự ra mình không phải xưng con với cái ông thầy đó, mà mình xưng con là mình xá đó là cái giới đức, cũng như cái Phật tánh ở trong cái vị đó. Vì cái vị đó đang tiếp nhận một cái giới pháp mà mình chưa có tiếp nhận nổi. Cũng giống như á, cái ông đó mới có 20 tuổi à, mà ông lên làm tỉnh trưởng, thị trưởng gì đó, thì mình giới thiệu ông, mình cũng giới thiệu honorable, mình giới thiệu cung kính chứ, tại vì cái chức vụ người ta mà. Hay là mình ra sân này mình chào cờ, lá cờ đó bằng vải mà có gì chào, nhưng mà mình chào cái linh hồn của cái quốc gia nó nằm ở trên cái biểu tượng qua cái miếng vải đó, chứ không phải mình chào cái miếng vải đó. Quý vị có hiểu mà nói vậy đó, mình chào cờ là mình chào cái linh hồn của quốc gia ở trên miếng vải đó, chứ không phải cái miếng vải đó là cái gì hết. Thì bây giờ cũng vậy, cho nên trong này nói rất rõ, thảy đều cung kính mau tiếp rước lời tiếng tốt hay để hiểu cung kính thanh văn và diễn pháp. Dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong ấy. Bởi vì thanh văn là cái level tu thấp nhất. Thanh văn duyên giác. Là gì nữa? Thanh văn duyên giác Bồ Tát đó, tức là những cái bậc tu đó. Nhân thừa là thọ năm giới nè. Thiên thừa là thọ thập thiện nè. Thanh văn là tu tứ diệu đế nè. Duyên giác là tu thập nhị nhân duyên nè. Bồ Tát là tu lục độ vạn hạnh nè. Đó. Bây giờ mình nói tôi chỉ cung kính level trên thôi, tôi cũng cung kính level dưới, cái bậc dưới. Nhưng mà trong kinh Phật dạy, nếu thật tâm mình quy tăng rồi thì tất cả dù phàm phu hay thanh văn mình vẫn cũng cung kính. Tuy nhiên mình an trụ mình ở cái bậc cao hơn, mà không cần phải an trụ ở cái bậc của người ta. Cho nên Đức Phổ Hiền dạy mình, nhất giả lễ kính chư Phật,
gặp ai mình cũng chắp tay cung kính. Nhưng mà nếu mà cái vị đó không có cái gì hay để mình tán dương thì khỏi tán dương, nhưng mà cung kính phải cung kính. Tại vì thủy chung vị đó vẫn là một con người. Cho nên Đức Phật dạy mình rất kỹ. Tất cả mọi người chúng ta sinh tâm cung kính hết. Còn người đó đạo hạnh thế nào, đời sống thế nào, nếu chúng ta chưa chấm thì không cần phải tán dương. Nhưng mà sanh tâm cung kính để sanh cái đức cho mình. Bởi vì mình cung kính người đó là mình sanh được cái đức. Mà trong này á, cư sĩ Úc Già trưởng giả hỏi làm thế nào để một vị Bồ Tát tại gia có được cái giới đức. Giới đức có nghĩa là vừa giữ gìn giới luật mà vừa hành pháp, có pháp môn tu. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, mai mốt tới cái phẩm thứ 20 sẽ thấy có một ông không có tu gì hết trơn, tu có hạnh một à. Tôi xin cung kính đảnh lễ quý ngài vì quý ngài sẽ làm Phật. Đó, không ai biết tên ông là gì. Lấy đá luyện ông, lấy đá luyện ông, ông chạy tuốt đằng xa, ông cũng vối tới, ông nói tôi không có dám khinh quý ngài vì quý ngài sẽ làm Phật. Mà bởi cái hạnh vậy đó cho nên người ta mới đặt ổng là cái ông thường bất khinh, chứ ổng phải tên thường bất khinh, không ai biết tên. Nhưng bởi vì cái hạnh của ông vậy thì ta kêu ông là thường bất khinh. Giống như Bố Đại Hòa Thượng, có ai biết tên ngài đâu. Nhưng bởi vì thấy ổng có cái tướng bụng bự, đeo cái túi vải, ta kêu Bố Đại Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng có cái túi rộng, túi bự. Thì nói tóm lại, bài kinh còn dài, nhưng hôm nay mình học trước một buổi. Về cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta, là nếu chúng ta muốn đưa cái sự tu hành của mình lên cao một chút á, thì chúng ta là những cư sĩ Bồ Tát tại gia mà chúng ta quy y theo cách này. Tức là bước đầu là vô chùa xin thầy cho con được quy Tam Bảo. Thầy cho mình quy y, thầy truyền giới cho mình, thầy đặt pháp danh mình, cái đó chỉ là lễ quy y thôi. Rồi mình làm cái lễ đó xong rồi bắt đầu mình thăng tiến quy Tam Bảo lên một cách nữa là quy y Phật, là muốn làm Phật. Quy pháp là có hành theo pháp rồi ban cái pháp đó cho mọi người. Quy tăng là cung kính tất cả, dù người đó là phàm phu nhưng con vẫn cung kính. Đó là cái giới đức của mình. Cho nên á, quy pháp á, không phải là mình đọc cái gì là quy pháp. Làm sao mỗi ngày cái pháp đó nó đi theo mình. Quý vị có thì giờ nên học thuộc lòng một số kinh, hoặc là trích đoạn những câu mình thích. Những câu mình thích cũng được. Những cái câu gì mà mình thấy nó rất là hay mà lợi ích cho mình học. Rồi mỗi khi mà trong cuộc sống cái gì nó đến đó, mình xuất cái câu đó ra. Tự nhiên cái câu đó trở thành ra cái khí giới mà hồi nãy nói đó. Dùng pháp để làm cái khí trượng. Cái cây khí trượng tức là một cái gì đó giúp cho mình có đủ cái năng lực. Ví dụ như là mỗi con người mình á, ai cũng có một cái món ăn. Cái món ăn đó nó nuôi dưỡng cái ý chí, cái tinh thần mình. Cái món ăn đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực. Còn hàng ngày mình ăn bánh ướt, ăn chả lụa, ăn chả giò vậy đó là cái đó gọi là đoàn thực. Bỏ vô miệng mình ăn nhai nhuyễn nhuyễn no bụng mà đoàn thực. Nhưng mà bên cạnh cái đoàn thực nuôi thân này, nó có một cái món ăn nó nuôi cái tinh thần mình để cho tinh thần mình phấn chấn lên. Đó là tư niệm thực. Ở đây ai mà không có món ăn đó? Ví dụ như là một em nhỏ nó mới qua đây, nó nói là nó còn trẻ, nó phải học cho đến lấy cái bằng đại học.
thì cái quyết tâm lấy được cái bằng đại học đó là cái món ăn để nuôi dưỡng, nó là tư niệm thực. Quý vị hiểu ý không? Đoàn thực là bỏ miệng nhai nuốt, xúc thực là ngửi, ngửi ngửi không mà no. Có ai vậy không? Có chứ, xuống bếp nấu nguyên ngày hỏi ăn gì không, thôi ngửi không no quá, xúc thực, thức thực, những món ăn do nhận thức. Rồi có những cái món ăn nó nuôi dưỡng tinh thần mình, nó là thức à, tư niệm thực. Thôi hôm nay mình nhiêu đó thôi, ngày mai mình học tiếp. Kinh rất là hay, đọc kinh mình lấy cái, mình lấy cái tâm tư của mình ra mình đọc á, mình sẽ thích thú lắm. Và cho dù những lời mình nói ủa cái này nó thường quá, nó căn bản quá, không có đâu, mỗi một lần mình đọc kinh là mình sẽ khám phá cái mới đặc biệt vậy đó. Một cái băng giảng đó quý vị nghe một lần quý vị hiểu khác, mai mốt để cuộc băng đó vô nghe lại hiểu khác nữa, sâu hơn nữa. Giống như quý thầy mà lên giảng ha, 10 năm trước cái chỗ tu học mình nó nhiều cho nên mình giảng cách đó, 10 năm sau cái tu của mình nó sâu sắc, mình cũng nói cái chuyện đó mà nó sâu sắc hơn là của cái 10 năm trước. Cho nên có nhiều vị hòa thượng giảng kinh Pháp Hoa mà giảng 3 lần. Tại vì khi mà quý ngài đọc kinh Pháp Hoa ở cái từng mức đó, quý ngài nhận hiểu đó, bao nhiêu năm sau do tu tập nhận hiểu kinh Pháp Hoa một cách sâu sắc khác, rồi bao nhiêu năm sau nhận hiểu một cách sâu sắc khác. Cho nên kinh Pháp Hoa giảng 3 lần. Có những vị giảng Bát Nhã Tâm Kinh mà giảng 5-6 lần, đem cái kiến giải của mình ra mỗi khi mình quán chiếu về Bát Nhã. Cho nên Phật tử mà nói ôi cái này tôi nghe rồi á, là có nghĩa là chỉ thực hiện có một chuyện thôi, đúng không? Nghe mà không nghe, tức là nghe chữ, nghe băng rồi vậy thôi chứ không có nghe pháp. Mình phải làm sao nghe mà nghe, tức là vừa nghe lời nói mà vừa nghe pháp luôn, gọi là nghe mà nghe. Còn ngồi đây á, nghe nhưng mà tâm hồn gửi gắm chỗ nào đó thì cái này gọi là nghe mà không nghe, tức là chỉ nghe tiếng lại nhảy nhưng mà không có nắm, không có hiểu gì trên á. Rồi có nhiều người còn giỏi hơn nữa, không nghe mà không nghe. Tức là cũng không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, lúc đó nhập thiền. Nhập thiền. Phật dạy trong kinh có 4 cách nghe. Thời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem trong đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.